Chương 321, Ma đạo, 90 loại thần thông, như vậy ta đã gần đuổi kịp Hoàng Tiền Đại Đế rồi. Hoàng Tiền Đại Đế cũng chỉ luyện được 99 loại thần thông. Luyện hóa Cửu Quỷ Nguyên Thần ta sẽ trở thành đệ nhất nhân dưới Trường Sinh Bí cảnh. Tìm hiểu kỹ càng Cửu Quỷ Nguyên Thần, tâm phương Hàn phấn chấn không thôi. Cửu Quỷ Nguyên Thần của Quỷ Đế ẩn chứa 34 loại thần thông, hơn nữa không có thần thông nào trùng với của hắn tất cả thần thông mà quỷ đế tu luyện đều là ma công quỷ đảo. Mà thần thông Phương Hàn hiện có chủ yếu là tiên thuật của Thái Nhất Môn. Đạo thuật về tinh tú, đường đường chính chính, thần thông ngũ đế đại ma ti mang một chữ ma nhưng kỳ thật chính là một thuật ngũ hành cực kỳ cao minh. Ngươi đừng cao hứng quá sớm, 99 loại thần thông mà hoàng tiền đại đế tu luyện đều là vô thượng thần thông. Hơn nữa 99 thần thông này là một bộ, hỗ trợ lẫn nhau, tạo thành bộ đại luân hồi thuật vô cùng thâm thúy thấu hiểu pháp tắc của thiên địa mà hiện tại thần thông của ngươi tu luyện rất là lộn xộn gồm cả tinh tú đạo cầu phúc thuật ảo ảnh thuật thậm chí còn khắc chế lẫn nhau nếu không phải ngươi tu luyện thần thông ngũ đế đại ma làm hạch tâm thì đã sớm tẩu hỏa nhập ma mà chết chờ sau này ngươi luyện tới trường sinh bí cảnh muốn tu luyện thần thông của chính mình thì cần phải xóa bỏ đi một vài loại thần thông phong ấn vào pháp khí diêm tự hồ cảm giác được sự hưng phấn của phương hàn liền dội cho hắn một gáo nước lạnh. Cái này ta tự nhiên là biết rõ. Chờ sau này khi ta tu luyện tới trường sinh bí cảnh. Tự nhiên sẽ ngưng luyện lại thần thông của mình lại một lần. Làm cho chúng trở nên thuần túy hơn. Có điều đó vẫn là chuyện sau này. Bây giờ ta vẫn phải tập trung tích lũy. Không thể tinh luyện được. Phải làm tất cả để tăng cường lực lượng của bản thân. Phương Hàn đối với tình huống hiện giờ của bản thân rất rõ ràng. Thần thông của hắn ngoại trừ thần thông ngũ đế đại ma. Đại thiết cát thuật, thần thông bàn vũ đại lực ra, còn lại đều là cấp đoạt, thôn phệ, căn cơ không được vững chắc, chẳng khác nào một tòa lầu xây dựng giữa trời. Dù sao đây chỉ là giai đoạn tích lũy ban đầu, sau khi đạt được Trường Sinh Bí cảnh sẽ còn một con đường rất dài phải đi. Mà hắn vì tu luyện theo con đường này nên sau này hắn sẽ gặp rất nhiều gian nan. Trường Sinh Bí cảnh cũng chia ra làm 10 tầng, mỗi một tầng đều ẩn chứa pháp tắc của thiên địa tu luyện không thể bằng vào cướp đoạt mà có được mà phải dựa vào lĩnh ngộ của bản thân. Phương Hàn biết rõ sau này hắn sẽ còn phải trọng tu thần thông của bản thân. Đi theo con đường của chính mình, thậm chí như linh lung tiên tôn, sáng tạo ra vô thượng thần thông của riêng mình. Có điều đó là chuyện sau này, hiện tại không thể lo lắng nhiều như vậy. Cướp đoạt để hoàn thành giai đoạn tích lũy ban đầu rồi tính tiếp. Đối với chuyện này, trong lòng hắn cũng rất rõ ràng. Đã định sẵn con đường tu luyện không có một chút mê mang nào. Sau này muốn làm gì? Bây giờ đang ở thần thông bí cảnh thì nên làm gì? Trường sinh bí cảnh sẽ làm gì đều đã có sẵn chú ý hết rồi. Đối với việc của mình, hắn đều có suy nghĩ và nhận định chuẩn xác, không có nửa điểm do dự. Đây mới là người trí tuệ, trí tuệ của người khai sáng, nhận định con đường của mình, cho dù là nghìn người nói gì, cũng tuyệt không lay chuyển được. Tu chân giả nếu như trong tâm có mê võng thì không thể đạt thành đại đảo ở trong Thái Nguyên Tiên Phủ, đi theo thần bí nhân học tập 18 năm, hắn đã đặt được nền móng vững chắc, ý niệm vô cùng kiên định cho bản thân, trước để ta nhìn xem thử cửu quỷ nguyên thần rốt cuộc ẩn chứa những loại thần thông gì. Hắc U Vương, người cũng đến xem đi, người cũng khá quen thuộc đối với quỷ đạo, hiện tạo con rồng diêm kia không thể giúp được gì cả. Vùng tay lên một cái, Phương Hàn đã đưa Hắc U Vương vào trong A Tì Môn. Đây cũng là lần đầu tiên Hắc U Vương nhìn thấy cửu quỷ nguyên thần của quỷ đế đang bị chấn áp. Quỷ đế là tiền bối của hắn, thành danh trước hắn 2.000 năm, tiếng tăm lẫy lừng, ở trong mười điện của Hoàng Tiền Ma Tông cũng là một nhân vật hung hãn. Mà bây giờ cửu quỷ nguyên thần của hắn lại bị Phương Hàn chấn áp. Chuẩn bị luyện hóa, điều này làm cho trong tâm Hắc U Vương nổi lên một trận xương giá. Cửu quỷ nguyên thần của quỷ đế cực kỳ lợi hại, là tu luyện ở vực sâu dưới lòng đất rèn luyện đại minh ma khí suốt 500 năm, trải qua đủ loại kiếp số mới có thể luyện thành. 34 loại thần thông của hắn đều là tinh hoa của quỷ đảo. Ngoại trừ ngũ hành ma quỷ đại pháp là căn cơ ra thì còn 29 loại thần thông khác. Hắc U Vương tự hồ rất quen thuộc với phương pháp tu luyện của quỷ đế. Cùng là cao thủ của một môn phái, hắn tự nhiên là biết rõ như lòng bàn tay. Ngũ hành ma quỷ đại pháp là hạch tâm căn cơ chính là một nhánh của thần thông ngũ đế đại ma đã bị thay đổi qua. Uy lực cũng rất lớn. Đầu tiên là thu thập ngũ hành tinh khí, sau đó dung nhập hồn phách của ngàn vạn sinh linh, lệ khí luyện thành năm đại ma quỷ, chính là bổn mạng ma quỷ, có thể thu nhiếp hồn phách của phàm nhân. A, à, cái này sẽ tạo nghiệt rất nhiều. Phương Hàn vừa nghe được thì cũng biết loại thần thông này cần phải giết người mới có thể luyện thành. Hơn nữa còn phải giết rất nhiều người. Đương nhiên Đa số công pháp ma đạo đều cần phải giết người mới có thể luyện thành Cho nên bị người người oán trách Chính đạo không dung Phương Hàn tuy tu luyện cũng là cướp đoạt Không từ thủ đoạn nào nhưng cũng có chừng mực Sẽ không giết người tùy tiện Hút lầy hồn phách Cốt tùy của người khác để tu luyện thần thông của bản thân Những chuyện đó là những chuyện thiên lý bất dung Cho nên Hắn bây giờ vẫn còn là người trong chính đạo Tu luyện ma đạo làm sao không có nghiệp chướng được Nghiệp chướng càng sâu thì ma công càng mạnh giết trăm người là quỷ giết vạn người là ma giết trăm vạn người là ma đế giết hàng tỷ người chính là ma trong ma hắc u vương nói rõ ràng hắn vì tu luyện ma công mà cũng giết qua rất nhiều người ma tính nồng đậm sau này ngươi đi theo ta ngàn vạn lần không thể giết người tùy tiện để tu luyện thần thông của bản thân nếu không thì ta cũng sẽ không tha cho ngươi mà vũ hóa môn cũng không tha cho ngươi phương hàn nói sau này cũng nên làm việc thiện đền bù cho tội lỗi trước đây của ngươi thì có lẽ không được. Có điều sau này ngươi cũng không thể giết người những kẻ đạp nhập ma đảo. Tội ác trồng chất, giết một người giải cứu trăm vạn người, càng có thể cướp đoạt ma công của chúng. Đây có thể coi là dùng giết chóc để ngăn cản giết chóc, bạo lực để ngăn bạo lực. Đó là phương châm hành động của ta. Vâng, tông chủ, mắt Hắc U Vương thoáng chớp lên, cũng không dám phản kháng lại Phương Hàn. Tốt lắm ngươi mô tả kỹ càng 29 loại thần thông trong cửu quỷ nguyên thần của quỷ đế cho ta nghe. Tông chủ, quỷ đế tu luyện quỷ hồn khí công, bí ma âm lôi, bạch cốt truy hồn, ngạ quỷ thôn thần thuật, huyền âm tụ thú công, hắc sát đại thủ ấn, vạn ma tòa hồn đại pháp, âm hồn tác, thái âm lục thần pháp, oan quỷ hấp dương công, thất tình đại thủ ấn, lục dục tà long khí, tử mẫu thiên quỷ hóa thân, tam thi nguyên anh, hắc vũ đồ tiên đại pháp hắc thanh ti võng trận, cuồng ma đại khí công, âm dương đại thải bổ, hoan hỷ mê loạn thuật, thần anh kiếm khí, huyết anh kiếm khí, quỷ anh kiếm khí, mãnh quỷ đại pháp thân, u minh tử hà sa, nguyên thai ma trùng tử, đại lực quỷ vương trào, nhiếp hồn ma âm, thiên thi kính, u minh quỷ hỏa. Vốn quỷ đế tu luyện 36 loại thần thông nhưng vì luyện chế quỷ xà kiếm và già thiên ma thủ nên đã đem hai loại thần thông này dung nhập vào trong bảo bối. Hắc U Vương đem tất cả các loại thần thông của quỷ đế nói qua hết một lần. Hắn cũng là ma đầu đã tu luyện ngàn năm, đối với ma đạo có nghiên cứu rất sâu, nhất nhất giới thiệu không chút mập mờ, lộn xộn, tỉ như xê cách tu luyện thần anh kiếm khí thì cần phải bắt lấy hài tử mới sinh ra vào buổi trưa. Mà huyết anh kiếm lại cần máu của rất nhiều đồng nam đồng nữ. Quỷ anh kiếm khí lại cần bao nhiêu hồn phách của các hài nhi. Còn có u minh tử hà sa cần phải có bao nhiêu nhau thai tế luyện như thế nào các loại thủ đoạn tàn nhẫn ác độc đều nói ra hết một lượt vẽ ra một bức tranh ma đạo vô cùng khủng bố phương hàn nghe thấy hết những phương pháp tu luyện này thì trong tâm nổi lên một trận lạnh lẽo lúc này hắn mới phát hiện triệu huyền nhất hoa thiên đô so với những người trong ma đạo thật giống như những đứa trẻ dễ thương bọn họ cũng chỉ âm hiểm độc ác một chút nhưng không thể tàn nhẫn được như thế đến bây giờ hắn mới hiểu rõ tại sao ma đạo là ma đạo chính đạo là chính đạo quả thực có một sự phân chia rất rõ ràng người của chính đạo cũng có người tâm thật bất chính nhưng không đến nỗi không còn nhân tính như lời của hắc u vương xem ra nhất định phải đưa hoàng tiền ma tông đi con đường chính đạo không cần bọn họ phải làm người tốt nhưng cũng không thể làm người xấu được phương hàn thầm nghĩ trong lòng nhận thức sâu sắc được ý nghĩa của một chữ ma để luyện thành cửu quỷ nguyên thần quỷ đế đã tạo nên rất nhiều oan nghiệt nếu ta dung nạp nó vào thân thể chỉ sợ phải gánh chịu rất nhiều nghiệt duyên oán khí mà quỷ đế tạo thành ảnh hưởng đến vận khí và phúc duyên của ta có điều những thần thông này không thể cứ bỏ đi như vậy được thật là đáng tiếc phương hàn trầm tư một lúc rồi nói dù sao thì cần phải có tầm nhìn xa ta cần lực lượng để thu phục được hoàng tiền ma tông khiến cho nó trở về chính đảo cái này sẽ tạo thành bao nhiêu oan nghiệt nhưng cuối cùng sẽ đạt được đại phúc có luyện hóa cửu quỷ nguyên thần cũng không sao vận khí tiên duyên nhân quả những cái này đều vô cùng huyền diệu liên quan đến quá khứ hiện tại tương lai là một quá trình biến hóa vô cùng sâu sắc trường sinh bí cảnh cao thủ cũng không thể nào thấu hiểu hết tính toán rõ ràng được chỉ có tu sĩ đạt tới mức tận cùng của tiên giới mới có thể biết được sự biến hóa của số mệnh với tu vi tầng thứ sáu thần thông bí cảnh quy nhất cảnh không có khả năng thấu hiểu hết tất cả đương nhiên hắn và tu sĩ khác bất đồng đã hiểu được phần nào sự huyền diệu trong đó được cao nhân chỉ điểm đối với thuật cầu phúc cũng có chút hiểu biết đối với vận khí của mình hắn cũng có chút phỏng đoán hiện tại vận khí của an đang ở thời kỳ cường thịnh cho nên có làm gì cũng sẽ không gặp nguy hiểm có điều con người luôn có thời kỳ vận khí suy sụp lúc đó cần phải cẩn thận nếu không chỉ uống nước lạnh cũng bị nứt răng tu sĩ cao minh hiểu được hung cát vận khí nắm được thời cơ khi nào vận khí tốt thì tung hoành khi vận khí không tốt thì tìm nơi an toàn tĩnh dưỡng. Thậm chí có cường giả còn làm một ít chuyện phù hợp với quy tắc của thiên địa. Tùy thời khắc nào cũng giữ cho vận khí của mình ở mức cao nhất. Loại người này rất là khủng bố. Hắc U Vương, ngươi có thể rời đi. Ở trên ngọn núi này hộ pháp cho ta. Nếu có ai đến quấy rối thì đuổi đi. Ta hiện tại muốn dùng hồ lô nguyện lực để mở rộng não hài của mình. Chờ khi thần thông của ta đại thành thì ngươi cũng sẽ được không ít chỗ tốt. Phương Hàn phất phất tay, để cho Hắc U Vương đi ra ngoài rồi mới lấy hồ lô đựng chúng sinh nguyện lực ra. Đổ vào trong vong tình thủy của Hoàng Tuyền Đồ, gột rửa một phen, hắn không tin tưởng bất cứ ai, cho dù là tinh chủ cũng không hoàn toàn tin tưởng. Trước khi sử dụng nguyện lực trong hồ lô, hắn vẫn cẩn thận gột rửa một phen. Chương 322. Ước, ừ, một hồ lô nguyện lực đổ vào trong vong tình thủy, gột rửa chín vạn lần rồi mà Phương Hàn vẫn cảm thấy chưa đủ lại dùng A tỳ khí tẩy luyện chín vạn lần nữa. Sau đó mới cẩn thận lấy ra một luồng, dùng thần thông cẩn thận tìm hiểu, cuối cùng xác định là tinh chủ không có giờ thủ đoạn gì thì mới há miệng ra. Hút lấy toàn bộ chúng sinh nguyện lực vào trong cơ thể. Tuy tinh chủ không cần phải lừa gạt hắn làm gì nhưng luôn cần có tâm đề phòng người khác. Hồ lô chúng sinh nguyện lực này là do 8.000 vạn chúng sinh cầu nguyện suốt 10 năm thời gian mới thành nếu không phải phương hàn có trợ giúp rất lớn đối với tinh vân bảo bảo thì tinh chủ cũng không dễ dàng tặng vật này cho hắn như vậy chúng sinh nguyện lực mênh mông bàng bạc lộ ra một màu kim sắc nếu không giống như màu hoàng kim mà lại như thủy tinh óng ánh vàng nhạt tượng trưng cho sự thuần khiết chân quý thành kính mỹ hảo loại lực lượng này tốt đẹp hơn với oán khí chiến ý hận ý rất nhiều lần cũng rất bình thản nhẹ nhàng có thể dùng để chấn áp tà niệm chữa trị thương thế phụ trợ tu luyện nghe nói am hiểu sử dụng nguyện lực nhất chính là phật môn mỗi lần hút vào trong não hải cũng không có bất kỳ hung hiểm nào phương hàn dựa theo phương pháp tu luyện của thần thông bàn vũ đại lực dần mở ra một não hải độc lập trong không gian tinh thần là não hải thứ ba sau đó chúng sinh nguyện lực cường đại không ngừng tiêu hao làm cho não hải mở rộng ra mãi đến khi mở ra não hải thứ năm thì chúng sinh nguyện lực mới tiêu hao hết toàn bộ mà thần thông bàn vũ đại lực của hắn cũng cường đại hơn không ít. Mở ra được não hải thứ năm, Phương Hàn nhắm mắt lại, tĩnh tâm quan sát tình huống trong đầu mình. Trong đầu hắn có năm không gian tinh thần bí ẩn, cùng tồn tại, không can thiệp vào nhau. Độc lập vận chuyển thì không khỏi tán thưởng không thôi. Thần thông bàn vũ đại lực quả là một môn tiên pháp huyền diệu. Cũng nhờ đó mà hắn hiểu tại sao pháp lực của Hoa Thiên Đô lại cường đại như vậy. Có lực lượng bạt sơn liệt địa, nâng cả một hồ nước rộng ngàn dặm lên. Hiện tại pháp lực của ta đã có lực lượng tiếp cận ngàn vạn mã lực. Mà hoa thiên đô thì lại cao hơn ta tới vài lần. Thậm chí còn tiếp cận lực lượng của cao thủ trường sinh bí cảnh. Hơn nữa phẩm chất của pháp lực lại cao hơn ta rất nhiều. Có điều cửu quỷ nguyên thần cũng đã đạt tới tầng thứ 10 thần thông bí cảnh. Nghịch thiên cày mệnh, phẩm chất cũng không thua kém. Sau khi ta luyện hóa xong cửu quỷ nguyên thần thì hẳn là hắn cũng không làm gì được ta tuy mở ra được năm não hải, nhưng trong đó cũng chỉ có hai não hải có pháp lực. Thần thông, còn lại ba não hải hoàn toàn trống rỗng, nếu như không lấp đầy chúng thì lực lượng cũng không thể tăng trưởng lên được. Nghe đồn cao thủ trường sinh bí cảnh có lực lượng một ức mã lực. Trong các đạo thứ cổ đại có ghi lại lực lượng của một thiên long ước chừng cỡ một ức mã lực. Một chữ ước này cũng đại biểu cho một loại pháp tắc của thiên địa. Nó bao hàm một chữ nhân, bên cạnh chữ nhân là một chữ ất. Thật giống như một con rồng. Đạo thư có giải thích, người rồng cùng chạy chính là ức, từ đó có thể thấy được cao thủ trường sinh bí cảnh lợi hại đến mức nào. Mà trên chữ ức mà chữ triệu, triệu là một điểm báo, dấu hiệu cũng đồng thời là một loại số mệnh, là quy tắc thâm ảo, đạt tới trường sinh bí cảnh, một tồn tại tôn quý thì mới có được lực lượng này. Có lực lượng như vậy chẳng khác nào đã nắm được số mệnh của bản thân. Phương Hàn biết rõ nếu như hắn luyện hóa cửu quỷ nguyên thần rồi lại ngưng kết kim đan thì sẽ có 99 loại bồn mạng thần thông. Pháp lực tiếp cận một chữ ức, cửu quỷ nguyên thần, phá cho ta, một quyền đánh thẳng lên cửu quỷ nguyên thần, lập tức hình thể khổng lồ này vỡ nát, tạo thành 34 loại thần thông quỷ đảo, trong đó cường đại nhất là năm ma quỷ gồm năm màu xanh đậm, đen kịt, vàng kim, hỏa diễm, vàng đất, đây là năm thần thông hạch tâm của quỷ đế. Ngũ hành ma quỷ đại pháp, năm ma quỷ này vừa bay ra thì theo bản năng lộ ra vẻ hung thần ác sát. Muốn ăn thịt người nhưng Phương Hàn đã xuất ra bổn mạng phù lục. Thần thông ngũ đế đại ma hiển lộ thực lực, lập tức chân áp làm cho năm ma quỷ này không thể động đậy được rồi thu vào trong đầu. Sau đó, từng bước từng bước hấp thu các loại thần thông ma đạo. Những thần thông này đều cường đại đến mức không thể tưởng tượng nổi. Chính là thần thông của cao thủ nghịch thiên cải mệnh, tiếp cận với trường sinh bí cảnh. Ẩn chứa rất nhiều ảo diệu trong đó, sau khi thu hết toàn bộ vào trong đầu, Phương Hàn cũng cảm giác được sự huyền ảo của cảnh giới, hiểu được một ít pháp tắc, giúp cho hắn thêm vững bước trên con đường tu luyện sau này. 34 loại thần thông dũng mãnh tiến nhập vào trong đầu Phương Hàn. Lập tức năm não hải của Phương Hàn đều tràn ngập tiếng ma quỷ gào thét. Oan hồn bốc lên, thậm chí hắn còn có cảm giác bị cắn trả. Nếu như hắn chỉ là một cao thủ bình thường thì căn bản không thể luyện hóa Cửu Quỷ Nguyên Thần của quỷ đế. Cho dù là cao thủ kim đan cảnh cũng sẽ không luyện hóa được. Bị ma khí cắn trả, dẫn đến tẩu hỏa nhập ma. Có điều hắn là Phương Hàn, Bổn mạng phù lục có 56 loại thần thông, nhất là đại thôn phệ thuật, vô thượng thần thông ma đạo do chứng côn bằng diễn hóa thành. Loại thần thông này có thể trấn áp hết thảy ma đầu. Cho nên mặc dù Cửu Quỷ Nguyên Thần tràn ngập ma khí, có thể ảnh hưởng khiến cho người ta tẩu hỏa nhập ma nhưng đối với hắn lại không có chút ảnh hưởng. Ngược lại còn giúp rèn luyện ý chí của hắn. Hiện tại hắn thật giống như Đại Phật Thượng Cổ, ngồi ngay ngắn trong hư không, vận dụng định lực của bản thân hàng phục các loại ma đầu. Chuyển ma thành đạo, chuyển lệ khí thành bình hòa, mặc cho vạn ma cắn xé, ta vẫn an tĩnh như thường, cũng không biết trải qua bao lâu, ma khí ngập trời. Vô cùng vô tận oán niệm đã bị hắn dùng ý niệm của bản thân chấn áp xuống chậm rãi dung hóa, tiên ma hợp nhất, không ngừng vận chuyển dung nhập thần thông vào trong bổn mạng phù lục. Nếu như dung nhập hết 34 loại thần thông này vào trong bổn mạng phù lục thì bổn mạng phù lục của hắn sẽ trở thành tiên ma hợp nhất. Biến hóa vô cùng, uy lực tăng lên, có tới 90 loại thần thông. Tại thời khắc mấu chốt này, Phương Hàn không dám có chút dao động nào, biết rõ đây là thời điểm mấu chốt nhất, Phương Hàn cũng không tiếc nuối nguyên khí tiên giới vốn tích lũy trong thân thể truyền hết tất cả vào trong bồn mạng phù lục, làm cho nó bốc cháy lên, trong đầu phát ra liệt diễm hừng hực, thiêu đốt những thần thông ma môn, truyền khí tức bồn mạng của bản thân vào trong các thần thông. Đại thôn phệ thật vận truyền kịch liệt, thôn phệ các loại thần thông này rồi lại nhả ra, biến thành một thần thông hoàn toàn mới. Tất cả thần thông ma môn đều dần sáp nhập vào trong bồn mạng phù lục của hắn. Nhưng bồn mạng phù lục của Phương Hàn chẳng những không gia tăng lực lượng. Ngược lại còn tỏa ra một cổ ý niệm kỳ dị các loại trải nghiệm của quỷ đế khi còn sống dần hiện ra trong đầu hắn. Cuối cùng ngưng kết lại thành hư ảnh của quỷ đế, giống như quỷ đế sống lại. Ha 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 ha, Phương Hàn, ngươi cho rằng ta tu luyện hơn 3.000 năm, là người cùng một thời với linh lung tiên tôn. Không cần phải có hoàng tiền thánh thủy ta cũng đã gần luyện thành trường sinh bí cảnh. Ta kinh tài tiệt diễm, ngươi tưởng rằng như vậy là có thể giết được ta sao? Kỳ thật ta thi triển một loại thần thông của ma mông ẩn dấu ý niệm chờ đợi một khắc này hiện tại ta đã tiến vào trong đầu ngươi có thể triệt để khống chế thân thể ngươi cướp lấy thần thông của ngươi tất cả những công sức mà ngươi bỏ ra đều sẽ bị ta đoạt lấy hết cướp lấy thần thông của ngươi ta còn có thể trở thành chủ nhân của hoàng tiền đồ cũng có thể luyện lại thành trường sinh bí cảnh trở thành đầu sỏ muôn đời là đầu sỏ muôn đời thật sự ngươi có hiểu không quỷ đế quả nhiên đã sống lại lão quỷ sống ba ngàn năm không phải dễ dàng giết chết như vậy tại thời khắc mấu chốt hắn không ngờ còn có thể dùng đại pháp của ma môn một lần nữa khôi phục ý thức ý muốn đoạt xá của phương hàn cướp lấy tất cả thành tựu của phương hàn phương hàn ngươi phải hiểu rằng nếu không phải ta cố ý để ngươi bắt được thì ngươi không cách nào bắt được ta một cao thủ tầng thứ mười thần thông bí cảnh nghịch thiên cày mệnh sao có thể bị giết một cách đơn giản như vậy ta đã chờ rất lâu rồi cuối cùng thì giấc mộng của ta cũng sắp trở thành hiện thật ta sắp trở thành cao thủ trường sinh bí cảnh rồi ha 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 tư duy của quỷ đế tỏa ra tràn ngập não hài của phương hàn tạo thành một sự khủng bố tâm niệm của hắn đánh mạnh lên bồn mạng phù lục của phương hàn hừ ngươi cho rằng ta không đề phòng chiêu này sao sớm biết ngươi không dễ dàng đối phó như vậy ta đã dự tính trước rồi nếu như một điểm này cũng không có phòng bị thì ta còn xứng đáng là truyền nhân của hoàng tiền đại đế sao sao có tư cách làm tông chủ của hoàng tiền ma tông được cũng tốt vừa đúng lúc ta mới thu được pháp bảo của phật môn có thể thử thí nghiệm uy lực của nó mặc dù là thứ phẩm nhưng là do viễn cổ thiên long bỏ mình luyện chế cũng là một trí bảo lấy ngươi khai đao cũng là không phụ ngươi rồi từ sau khi bắt được ngươi thì triển ra đại pháp kia cũng đã tiến vào trạng thái mất đi ý thức nên có lẽ không biết đoạn thời gian này ta đã tiến bộ rất nhiều thực tăng lên rất mạnh phương hàn đối mặt với tình huống như vậy mà tâm thần không chút rối loạn hừ lạnh một tiếng chung quanh thân thể hắn đột nhiên bay ra tám kiện pháp bảo mạnh mẽ là cây thước chuông đồng đại cổ lò đan cự phủ họa kích tràng hạt thủy tinh cầu tám kiện pháp bảo bay ra hình thành nên những ký hiệu hư ảo truyền vào trong đầu phương hàn vây khốn quỷ đế bát bộ phù đồ trí bảo trong truyền thuyết của long tộc có thể trấn áp hết thảy các loại nguyên khí bát bộ phù đồ không có khả năng không thể nào sao nó lại nằm trong tay ngươi a à, quỷ đế phát ra tiếng kêu gào thê lương thảm thiết phương hàn vẫn lù lù bất động kỳ thật hắn sớm biết cửu quỷ nguyên thần của quỷ đế không thể luyện hóa dễ dàng như vậy trong chuyện này cũng có chút vận khí hiện tại quỷ đế xuất hiện cũng tương ứng với kiếp số của hắn có điều hắn sớm có chuẩn bị dùng bát bộ phù đồ hóa giải kiếp số này số mệnh của hắn lại hưng thịnh trở lại có vật này cho dù một vạn quỷ đế cũng phải chết kỳ thật cho dù không có bộ pháp bảo bát bộ phù đồ này thì ta cũng có thể diệt trừ ngươi chỉ là tốn thêm chút hơi sức mà thôi phương hàn lạnh lùng nói thúc giục pháp bảo triệt để tiêu diệt ý thức mà quỷ đế lưu lại quỷ đế ngươi đấu không lại ta đâu nếu như ngươi cứ trầm lặng để ta luyện hóa thì có lẽ sau này còn có thể gây trở ngại cho ta nhưng hiện giờ ngươi đã đi ra để ta tiêu diệt coi như giúp ta giải quyết một ít nguy hiểm tiềm ẩn khi phương hàn đang chiếm thượng phong trong cuộc đấu với quỷ đế thì đột nhiên có một vài đạo khí tức cường đại bay đến xung quanh tinh vân phong của tinh vân bảo bảo ầm ầm cả ngọn núi bị những luồng khí tức mạnh mẽ này làm cho rung động không thôi sau đó có vài đạo khí lưu ngừng lại để lộ ra những đạo nhân có pháp lực cực kỳ cao minh quần tinh môn đại sư huynh nhị sư huynh thất sư huynh tinh diệt tà tàng uy vu thiên hóa tới bái phòng Phương Hàn sư đệ, một chân truyền đệ tử lớn tiếng hô lên, người tới chính là những chân truyền đệ tử nổi bật của quần tinh môn. Những người có pháp lực rất cao thâm. Chương 323. Bảy đại chân truyền, thất sư đệ, tên Phương Hàn này thật là lợi hại. Ngươi xem, hắn dùng một kiện đạo khí để trấn thủ ngọn núi. Không biết là đang làm gì trong đó nhỉ? Tu luyện thần thông nào đó sao? Ngoại trừ đại sư huynh, nhị sư huynh, tam sư huynh gia chúng ta đều không có đạo khí. Một nữ tu sĩ cất giọng thánh thót, Phương Hàn là một nhân vật lợi hại, chuyện gì do hắn làm cũng đều kinh thiên động địa, chỉ riêng việc hắn có được truyền thừa của Hoàng Tiền Đại Đế. Có được kiện đạo khí Hoàng Tiền đồ uy chấn cả tiên đạo lẫn ma đạo cũng đủ khiến cho nhiều người coi trọng hắn rồi. Hiện tại đi vào quần tinh môn, hơn nữa còn tỏ rõ ủng hộ tinh vân bảo bảo thì những chân truyền đệ tử có mưu đồ đối với ngôi vị trưởng giáo tự nhiên cảm giác được uy hiếp mãnh liệt nên mới đến xem thử. Quần tinh môn chính là một trong mười môn phái tiên đảo. Trần truyền đệ tử còn đông đảo hơn vũ hóa môn nhiều. Trong đó cũng có rất nhiều người tu vi thâm sâu khó dò. Đương nhiên ở vũ hóa môn có hoa thiên đô, mạnh thiểu bạch, phương thanh tuyết, phương hàn, bốn người tỏa sáng trói lỏi. Làm cho uy thế của vũ hóa môn chỉ đứng sau thay nhất môn. Hoa sư tỷ, cái này gọi là ma đau huyết thương khung, là một kiện tiệt phẩm bảo khí của thiên ma sau này khi Phương Hàn lập được công lớn mới nhờ thiên hình trưởng lão của Vũ Hóa Môn giúp hắn luyện chế thành hạ phẩm đạo khí. Quy lực cực lớn, ô tử hư là một thiên tài của quần tinh môn, trong vòng trăm năm đã tu luyện thành kim đan, trở thành một tiểu đầu sỏ, mà nữ tu sĩ kia là cao thủ bài danh thứ sáu ở quần tinh môn. Gọi là Hoa Vũ Mỹ, cũng là một người có tiếng, là nhân vật tu luyện nhiều năm, về phần các tu sĩ khác lại có mấy người càng khủng bố đến mức dọa người trong đó có một trung niên nhân ngồi ngay ngắn trên một đóa hoa sen. Trên đỉnh đầu có rất nhiều bạch liên, kim đang vờn quanh, tạo thành một cây tán tre cho hắn, làm cho hắn nhìn giống như một tiên tôn. Người này là cao thủ tầng thứ 10 thần thông bí cảnh. Nghịch thiên cải mệnh, cũng là một trong những người có hy vọng đột phá trường sinh bí cảnh. Hắn chính là đệ nhất cao thủ của quần tinh môn, đại sư huynh tinh diệt tà, trong trường sinh dự khuyết bảng, tuy không bằng hoa thiên đô nhưng cũng bài giang trong 10 hạng đầu, là một người có pháp lực tinh thâm, lòng dạ thâm sâu, có điều phương hàn gần đây phát triển nhanh chóng. Ngay cả đệ tử kim đan cảnh của thái nhất môn mà hắn cũng dám giết nên mới khiến cho tinh diệt tả tò mò. Muốn xem mặt tên hung thần ác sát Phương Hàn ra thế nào? Ngay cả mấy vị đại đế của ma môn cũng không dám giết đệ tử kim đan cảnh của thái nhất môn. Vì cái gì mà hắn dám? Phải biết rằng, lần trước bởi vì chuyện của ma xuất cao thủ kim đan cảnh của thái nhất môn tới trước thiên ma tông hỏi tội. Tiên thiên đại đế cũng chỉ đuổi đi chứ không dám hạ sát thủ. Phương Hàn này thật là cao ngạo. Chúng ta cùng đến một lúc như vậy mà hắn ngay cả một tiếng hồi âm cũng không có. Chẳng lẽ thật sự cho mình là ma đế? Đầu sỏ muôn đời, ta thật sự muốn thử xem rốt cuộc hắn lợi hại đến mức nào. Thu lấy ma đau huyết thương khung của hắn để hắn biết trong thiên hạ còn có người mạnh hơn hắn. Đúng lúc này một người lại lên tiếng người này tướng mạo chừng 30 tuổi, hình thể hoàn mỹ, tay cầm phất trần, phất trần này có cả ngàn sợi tơ bạc, cũng không biết là làm từ gì, tản mát ra lực lượng khủng bố, bên trong loáng thoáng có sự ba động của khí linh cường đại. Là một kiện đạo khí, không sai, cây phất trần đó là một kiện đạo khí, ngay cả tiểu đầu sò kim đan cảnh của thái nhất môn còn không có đạo khí. Ma xuất, quỷ đế, hắc u vương đều không có đạo khí, vậy mà hắn lại có đây là tam sư huynh của quần tinh môn tên là vu thiên hóa phất trần trong tay hắn gọi là cổ vân phất là một kiện đạo khí do cổ tu sĩ để lại tuy cũng là hạ phẩm đạo khí nhưng uy lực có phần lớn hơn cả ma đao huyết thương khung trong lúc nói chuyện hắn vung cổ vân phất trong tay lên lập tức từ trên phất trần bắn ra ngàn vạn viên bi trực tiếp đánh lên ma vân do ma đao huyết thương khung tỏa ra vừa đụng vào ma vân liền nổ mạnh trong tích tắc tỏa ra uy lực cực lớn đánh cho ma đau huyết thương khung vang đi đây là thần lôi có sẵn bên trong cổ vân phất đau chết mắt các ngươi muốn thị uy thị uy một cách trắng trợn như vậy muốn chết huyết dạ vương vốn đang thủ hộ ngọn núi này lại trông thấy có nhiều cao thủ như vậy một người trong đó lại tự nhiên phát động công kích về phía hắn rất nhiều thần lôi đụng mạnh vào người hắn rồi nổ mạnh thì tâm thần đau đớn nhịn không được nổi trận lôi đình thân thể hắn rung động cao độ tất cả huyết vân thoáng cái tiêu thắt một sát na tiếp đó, một tia máu phá không mà đi, hiện ra ngay trước chán của Vu Thiên Hóa. Không hay, Vu Thiên Hóa bị dọa cho nhảy dựng lên, không ngờ thanh ma đao này lại mạnh mẽ như vật, thuấn gian chảm sát, nhanh như điện quang hỏa thạch, kỳ thật, từ sau khi Phương Hàn luyện thành thần thông ngũ đế đại ma. Lúc nào cũng dùng nguyên khí của bạch đế kim hoàng chảm nuôi dưỡng ma đao. Đồng thời Phương Hàn cũng dùng máu huyết để nuôi dưỡng nó. Nếu cứ như vậy qua ngàn năm nữa ma đao huyết thương không khẳng định có thể đột phá. Hóa thành trung phẩm đạo khí, có uy lực không kém gì bàn vũ thần kiếm, mà bây giờ, có được nguyên khí của bạch đế kim hoàng trảm, uy lực của ma đao huyết thương khung cũng đã tăng lên rất nhiều. Trong lúc nổi giận liền thi triển ra bạch đế kim hoàng trảm, còn nhanh hơn thuấn sắt đại pháp rất nhiều, cường khí hộ thân quanh người vu thiên hóa tỏa ra, không ngừng nổ mạnh rõ ràng không ngăn cản nổi cơn giận của huyết dạ vương mắt thấy đầu mình sắp bị bổ ra làm hai từ trên trán vô thiên hóa toát ra một mảng tinh quang ngừng kết thành hình dáng một đứa con nít nhỏ xíu mới ngăn cản được huyết dạ vương sau đó hắn hất phất trần lên lập tức cổ vân phất quấn chặt lấy bản thể của ma đao huyết thương khung ông ma đao huyết thương khung bị phất trần quấn chặt rõ ràng không thể cử động được nữa hắn dù sao cũng chỉ mới tấn chức lên đạo khí cũng không được huyền diệu như cổ vân Phật. Tu sĩ thượng cổ luyện chế ra cổ vân Phật còn lợi hại hơn cả thiên hình trưởng lão. Ma khí, ngươi lại còn dám tác quái. Vốn vô thiên hóa chỉ là muốn chấn áp ma đau huyết thương khung. Hạ uy phong của Phương Hàn, làm cho hắn không có mặt mũi tiếp tục ủng hộ tinh vân bảo bảo. Cũng không nhúng tay vào chuyện nội bộ của quần tinh môn. Nhưng mà ma đau huyết thương khung này thiếu chút xíu nữa là uy hiếp được tính mạng của hắn. Hắn vì thẹn quá mà hóa giận muốn đánh cho khí linh của ma đau huyết thương không bị trọng thương. Tuy Phương Hàn giết chết quỷ đế nhưng cũng là nhờ quỷ đế không có đạo khí. Đạo khí là gì? Quy lực cực lớn, có thể theo thực lực bản thân tăng lên mà không ngừng đề cao. Tinh thần pháp tướng, trong tiếng gào của hắn, tiểu hài nhi hình thành từ tinh quang bỗng nhiên lớn lên. Trong nháy mắt đã hóa thành một cự hán mặc áo giáp che phủ toàn thân. Uy nghiêm vô cùng, cự hán mở hai tay ra bên trong lộ ra thanh âm của tinh tranh thần lôi, uy lực vô cùng to lớn, vu thiên hóa là cao thủ thiên địa pháp tướng đỉnh phong. Luyện thành pháp tướng từ rất nhiều năm trước, chỉ còn nửa bước nữa là bước vào tầng thứ 10 thần thông bí cảnh. Nghịch thiên cày mệnh, lần này suýt chút nữa là bị hại, hắn làm sao có thể nhẫn nhịn được, tông chủ của chúng ta đang bế quang. Cổ vân tử vu thiên hóa không nên càn rỡ, mà đau huyết thương khung này ngươi không chấn áp nổi đâu. Đúng lúc này, một đạo hắc khí vọt lên, để lại một đoàn ma ảnh, chính là u ám nguyên thần của Hắc U Vương. Hắn phụng mệnh phương Hàn, thủ hộ ngọn núi, lúc này không thể không xuất thủ được. U ám nguyên thần, ngươi là Hắc U Vương, là một đại ma đầu, không ngờ lại dám đi vào quần tinh môn chúng ta. Hắc U Vương là người của U La Điện, Hoàng Tiền Ma Tông, là một lão ma đầu tiếng tăm lẫy lừng. Hắn vừa xuất hiện liền khiến cho rất nhiều đệ tử quần tinh môn kinh sợ phải biết rằng lão ma đầu thực sự là giết người như ngoé. Có không ít đệ tử quần tinh môn bị hắn giết chết. Lập tức thất sư huynh ô tử hư, lục sư tỷ hoa vũ mị, thêm ngũ sư huynh, tứ sư huynh đồng thời ra tay. Bốn viên kim đan bay ra, hạ xuống, bao vây lấy u ám nguyên thần của hắc u vương. Lần tới bái phòng này của quần tinh môn có tổng cộng bảy cao thủ. Trong đó có hai người đã luyện thành kim đan, hai người đã vượt qua phong hòa đại kiếp còn lại ba đại cao thủ là đại sư huynh tinh diệt tà nhị sư huynh tàng uy tam sư huynh vu thiên hóa một người là cao thủ tầng thứ 10 thần thông bí cảnh nghịch thiên cải mệnh hai người còn lại mới chỉ đạt tới tầng thứ 9. thiên địa pháp tướng càng lợi hại hơn chính là ba đại sư huynh đều có đạo khí trong người có điều trong các chân truyền đệ tử quần tinh môn thêm tinh vân bảo bảo là có bốn người có đạo khí mà trong vũ hóa môn có tới năm kiện đạo khí hoa thiên đô hai kiện Phương Hàn hai kiện, Phương Thanh Tuyết một kiện, thực lực hùng hậu hơn quần tinh môn một chút, bốn đại cao thủ kim đan cảnh này tạo ra áp lực thật lớn. Khó trách quần tinh môn lại nổi tiếng là pháp lực mênh mông. Hắc U Vương thầm kêu khổ, hắn tuy mạnh mẽ nhưng cùng lúc đối mặt với sự áp bách của bốn viên kim đan. Trong đó có hai viên đã trải qua tẩy lễ của phong hòa đại kiếp, làm cho hắn cảm thấy rất khó khăn. Đương nhiên, hắn tuyệt đối không sợ, phải biết rằng đạo thuật của quần tinh môn nổi tiếng là pháp lực mênh mông. Hơn nữa tùy thời khắc đều có thể cảm ứng lực lượng của tinh tú. Dẫn động thiên tượng của có năng lực phá tà, có uy hiếp rất lớn đối với quỷ đảo. Không tưởng được là ma đầu hắc u vương này lại dám đi vào trong quần tinh môn chúng ta. Cứ đem hắn bắt lại, cho hắn khỏi đi khắp nơi gây hỏa. Đột nhiên nhị sư huynh tàng uy bỗng nhiên thở dàng một tiếng. Tay áo vung lên, một kiện pháp bảo bay ra, là một vòng sáng lập lòe kim quang. Trên bề mặt có rất nhiều đạo phù chú. Trong vòng sáng có một luồng linh lực cường đại ba động. Rõ ràng là một kiện đạo khí, như ý kim cương quyền, lại thêm một kiện hạ phẩm đạo khí. Nhị sư huynh tàng uy này biết rõ hàng phục hắc u vương không đơn giản nên ra tay tàn nhẫn. Thoáng cái liền xuất ra đòn sát thủ, đồng thời tay áo hắn không ngừng vung lên. Tinh quang bắn lên trên không trung, tạo thành rất nhiều thanh phi kiếm, tổng cộng 9.999 thanh là quần tinh phù quang kiếm trận ngừng kết lực lượng tinh quang để luyện thành kiếm trận bao trùm lấy hắc u vương không để cho hắn thoát đi không tốt hắc u vương nhìn thấy một màn này thì biết cho dù là đơn đà độc đấu hắn cũng không phải thể đánh được tàng uy đương nhiên là tàng uy mặc dù có đạo khí nhưng cũng không thể làm gì được hắn có điều hiện tại bị vây công tình cảnh đang rất khó khăn huống chi còn ở trong sơn môn của quần tinh môn nếu hắn thi triển ma công bay loạn lên thì không chừng sẽ đụng phải tiệt sát đại trận, bị giết ngay lập tức. Lúc này, hắn đã lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Như ý kim cương quyền mạnh mẽ đánh xuống, chụp lấy U ám Nguyên Thần, bóp chặt lại, dù có làm gì, biến hóa ra sao cũng không thoát ra được. Chương 324, uy lực của bản mệnh phù lục, Như ý kim cương quyền, bốn viên kim đan, còn có tinh phù quang kiếm trận uy lực to lớn bức bách vây khốn làm cho hắc u vương không cách nào thoát ra được chẳng lẽ lại muốn ta phải tự hủy một tay thì triển ác ma xả thân thuật hắc u vương thầm chửi trong đầu vì cái gì mà số hắn đen đủi như vậy đụng phải hoa thiên đô bị sát thần này đuổi giết phải tự hủy một cánh tay mới thoát được thì lại bị phương hàn chấn áp trở thành nô bộc của người ta giờ đến trong quần tinh môn lại bị mấy cao thủ chính đạo khi dễ ngàn năm nay hắn chưa có lần này bị khuất tất uất ức đến như vậy. Hừ, ma đầu hắc u vương, người tội ác chống chất, hôm nay có thể coi như là thiên sử đối với ngươi. Nhị sư huynh tàng uy thấy như ý kim cương quyền của mình đã bắt được u ám nguyên thần. Đồng thời 9999 thanh kiếm bố trí bên ngoài không ngừng xuyên qua xuyên lại. Tiêu hao nguyên khí của Hắc U Vương thì rất là đắc ý ta đã cải tà quy chính. Đầu nhập dưới chướng phương hàn, trở thành người trong chính đạo. Hiện ta đang hộ pháp cho Tổng chủ các ngươi đối phó với ta là có ý gì? Chẳng lẽ đây là phép đãi khách của quần tinh môn? Hắc U Vương thét lớn, liên tục vận chuyển thần thông ma đạo, không ngừng truyền pháp lực vào trong thiên địa pháp tướng u ám nguyên thần của mình. Ma đầu còn dám ngoan cố, Vu Thiên Hóa đã triệt để bắt được ma đao huyết thương khung. Mặc dù vẫn không có thương tổn gì nó nhưng mà huyết dạ vương đã không thể động đậy được nữa. Hắn là cao thủ tầng thứ 9 đỉnh phong, lại có đạo khí cổ vân Phật hai cái kết hợp muốn trấn áp ma đau huyết thương không tuy có chút gian nan nhưng cũng không phải không thể sau khi trấn áp xong hắn rảnh rỗi há miệng phun ra một thanh phi kiếm do chính mình tế luyện chém về phía thân thể của hắc u vương bên dưới ma đầu ngươi cả đời tạo ra không biết bao nhiêu tội lỗi cho dù là phương hàn cho ngươi kẻ tà quy chính thì cũng khó thoát khỏi cái chết ta trước tiên chém chết nhục thể của ngươi cho ngươi không nhà để về rồi nói sau không ngờ hắn lại dùng chiêu thức tàn độc như vậy phá hủy thân thể của hắc u vương một khi thân thể bị phá mặc dù hắc u vương vẫn có thể đoạt xá nhưng nguyên khí đại thương hơn nữa linh hồn và thân thể không tương hợp khiếm khuyết nhiều cái căn bản không có khả năng luyện thành trường sinh bí cảnh tuy trong lòng hắn vẫn âm thầm kinh ngạc lão ma đầu như hắc u vương tại sao lại đầu phục phương hàn cũng không biết phương hàn làm sao chế phục được nhưng mà hiện tại phương hàn đang bế quan giết chết một phụ tá đắc lực của hắn. Hơn nữa Hắc U Vương còn là ma đầu nữa nên Phương Hàn cũng không thể nói gì được nữa. "Nhục thể của ta, Hắc U Vương quá sợ hãi. Mất đi cánh tay còn có thể nối lại, khổ luyện để khôi phục lại bình thường. Nhưng một khi thân thể bị phá thì thật sự là một bi kịch." Hắn lập tức vận chuyển thần thông, một đạo ma khí tách ra từ u ám nguyên thần, đánh ra, ngăn cản phi kiếm của Vu Thiên Hóa. "Lão ma đầu này thật lợi hại." như vậy mà còn chưa làm cho hắn bó tay chịu trói thất sư huynh ô tử hư nổi lên sát tâm liên tục thúc giục kim đan của mình công kích lên u ám nguyên thần của hắc u vương đồng thời trong miệng phụt ra một luồng nguyên khí chính là bổn mạng đan hỏa hắn không tiếc hao phí nguyên khí để áp chế hắc u vương lúc này các cao thủ bài danh thứ hai ba bốn năm sáu bảy của quần tinh môn đều đang vây công hắc u vương đánh cho hắc u vương sống không bằng chết sáu đại cao thủ, trong đó có hai người là thiên địa pháp tướng, có cả đạo khí, còn có hai cao thủ tầng thứ tám thần thông bí cảnh. Phong hòa đại kiếp, hai cao thủ kim đan cảnh đỉnh phong nữa, sáu đại cao thủ liên thủ, quả thực không kém gì hoa thiên đô, tạo nên áp lực phô thiên cái địa đè ép hắc u vương. Có điều hắc u vương cũng là ma đầu ngàn năm, không dễ dàng đánh giết như vậy. Hừ, đúng lúc này, đại sư huynh thâm bất khả chắc tinh diệt tà người bài danh trong 10 hạng đầu của trường sinh dự khuyết bảng vẫn không làm gì. Tựa hồ cảm giác được cái gì đó, hừ lạnh một tiếng, có vẻ muốn đứng dậy ra tay đối phó với Hắc U Vương. Trong tích tắc khi hắn đứng lên thì từ một đạo phù lục từ trên tinh vân phong bay ra. Tỏa ra hào quang năm màu, một cây tán năm màu bay lên. Bên ngoài có các đường dài màu đen, vô số quỷ hồn, huyết anh, quỷ ảnh phiêu đãng, uy áp to lớn, đạo phù lục này lớn chừng một tấm ván. Uy lực lộ cực lớn, cơ hồ khiến cho cả quần tinh môn rung động, các ngọn núi đều muốn sụp đổ, tưởng như không gian không thể nào chống đỡ nổi uy lực của phù lục này nên muốn hỏng mất. Ai cũng không thể hình dung được uy lực của tấm phù lục này, tựa hồ giống như phù chiếu của tiên nhân thời thái cổ hiện về. Lại tựa như một tấm lệnh phù do thần hoàng thượng cổ cẩn thận viết lại. Tưởng chừng như ngưng kết tất cả hoa văn ảo diệu, huyền bí trong thiên địa mà thành, các loại thần thông tản ra, hợp lại cùng một chỗ trong đó có tiên đạo, ma đạo, tiên ma hợp nhất, không ai có thể chống đỡ được áp lực của đạo phù lục này. phù lục ẩn chứa 90 loại thần thông, ẩn chứa toàn bộ pháp lực một đời của quỷ đế hiện ra ngay trong sơn môn của quần tinh môn. hô 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 pháp lực mênh mông tạo nên khí thế mạnh mẽ gấp trăm ngàn lần cửu thiên cương phong, đánh cho ô tử hư, hoa vũ mị, vu thiên hóa chấn lui về sau, mặc cho bọn họ thi triển. Vận dụng pháp lực thế nào cũng không thể ổn định được thân thể. Phanh phanh, ma đao huyết thương khung đang bị cổ vân Phật kiềm chế và u ám nguyên thần đang bị như ý kim cương quyền trấn áp thoáng cái liền thoát ra được. Hắc U Vương cảm thấy rất thoải mái, thoát được một lần nguy hiểm. Sau đó trương phù lục chớp động, phương viên trăm dặm xung quanh bị một cổ pháp lực khổng lồ bao trùm. Hình thành một cái màn trứng, tạo thành một lĩnh vực riêng biệt, phong tỏa bảy đại chân truyền đệ tử của quần tinh môn bên trong. Bảy đệ tử này biến sắc, "Phương Hàn, ngươi thật là lợi hại, có thể luyện hóa được Cửu Quỷ Nguyên Thần của Quỷ Đế. Não hải của ngươi sao có thể dung nạp được nhiều pháp lực như vậy?" Đệ nhất chân truyền đệ tử của Quần Tinh môn, Tinh Diệt Tà Kiềm không được tò mò hỏi, "Nguyên lai đó chính là bổn mạng phù lục của Phương Hàn. Hắn rốt cuộc đã luyện hóa được Cửu Quỷ Nguyên Thần của Quỷ Đế? Tiêu diệt được ý niệm còn sót lại của Quỷ Đế. Trở lại vài phút trước, khi bảy đại chân truyền đệ tử đến, Phương Hàn liền cảm ứng được ngay. Hừ, ta sớm đã đoán được là đệ tử quần tinh môn sẽ tới đây hạ uy phong của ta cho nên mới dùng bát bộ phù đồ để chấn áp quỷ đế. Hiện tại quả nhiên hắn suy đoán không sai. Xem ra ta thật sự là tính toán chu toàn. Bằng không để cho bọn họ chấn áp được ma đau huyết thương khung và hắc u vương thì mất hết mặt mũi. Trong tích tắc này, lực lượng của hắn càng mạnh mẽ hơn. Quỷ đế trong não hải trước bị đánh tan hoàn toàn hóa thành cho bụi gào thét một tiếng cuối cùng. Phương Hàn, ngươi thật là thâm hiểm, ta thật sự không thể so với ngươi được nữa rồi. Sau đó Phương Hàn đem tất cả nguyên khí tiên giới tích góp được quán trú vào trong bổn mạng phù lục. trong nháy mắt cả phù lục đã ổn định lại. Phương Hàn làm nên một chuyện hạn hữu hiếm có. bổn mạng phù lục có được 90 loại thần thông, vừa xuất hiện liền tỏa ra lực áp bách kinh thiên động địa, giải cứu Hắc U Vương và Ma Đao huyết thương khung bức bách bảy đại cao thủ lui lại. Nếu như đổi lại trước kia, chỉ có 56 loại thần thông thì tuy cũng có thể giải cứu nhưng không thể đơn giản như hiện giờ. Bảy đại cao thủ của quần tinh môn không phải tầm thường. Nhất là tinh diệt tà, tuy không bằng được hoa thiên đồ nhưng chắc chắn mạnh hơn quỷ đế. Thậm chí so còn mạnh hơn cả thiên công, tiền công trưởng lão của vũ hóa môn. Chư vị, ta chính là khách quý của quần tinh môn. Ở đây tu luyện, vậy mà các ngươi lại tới chân áp đạo khí của ta đánh giết người của ta. Đây là phép đãi khách của quần tinh môn sao. Phương Hàn để cho bồn mạng phù lục phiêu phù trên đỉnh đầu. Hóa thành một tấm màn bao trùm lấy tất cả mọi người như một tòa lao lung. Sau đó ánh mắt như điện quang đảo qua những người ở đây. Phương Hàn đạo hữu đến quần tinh môn làm khách thì khách phải theo chủ. Không nên cường hoành, khách đoạt quyền chủ như vậy. Đúng lúc này, Vu Thiên Hóa lên tiếng. Rất mong ngươi không nhúng tay vào chuyện nội bộ của quần tinh môn chúng ta. Ha, không biết ta có làm gì mà nhúng tay vào. Phương Hàn hỏi lại, đồng thời thu lấy ma đao huyết thương khung về cầm trên tay. Dùng đầu ngón tay vuốt lưỡi đao, lưỡi đao lại không cắt được làn da của hắn. Bảy đại chân truyền đệ tử thấy được một màn này híp mắt lại. Thân thể của người này rốt cuộc là đã đạt tới trình độ gì rồi. Tất cả mọi người đều là người thông minh, không cần phải nói nhiều. Ngoại nhân không nên nhúng tay vào chuyện tranh đoạt ngội vị trưởng giáo của quần tinh môn chúng ta. Tinh Vân Bảo Bảo dù sao vẫn còn nhỏ tuổi. Ngươi không nên làm cho hắn lầm đường lạc lối. Ngươi một kẻ đắc tội với Thái Nhất Môn lại muốn kéo chúng ta xuống nước theo. Là tai họa cho Bảo Bảo. Thật là quá âm hiểm. Ngươi để cho Tinh Vân Bảo Bảo luyện hóa một khỏa kim đan cướp được của Thái Nhất Môn là muốn chúng ta cùng Thái Nhất Môn không chết không thôi. Vạn nhất sau này Thái Nhất Môn đến hỏi tội thì ngươi định như thế nào cho phải. Tinh Diệt Tà trầm giọng nói. Thái Nhất Môn không để ý đến đạo nghĩa. Liêm sỉ sau này nhất định sẽ suy sụp. Ta giúp tinh vân bảo bảo tu luyện là phụ trợ hắn. Trong tu đạo, hết thảy mọi lời nói đều là giả. Duy chỉ có thực lực bản thân mới là thực. Có thật lực mới có quyền lên tiếng. Chư vị tu đạo đã lâu. Sao còn không hiểu được đạo lý này? Hiện tại tinh vân bảo bảo đã có thể đối kháng với cao thủ kim đan cảnh. Thời gian tới, tu vi hắn sẽ còn tăng tiến. Ngừng kết thành kim đan thì cũng không sợ ai nữa. Nếu như mấy trăm năm sau hắn luyện thành trường sinh bí cảnh thì ai dám tới tìm phiền phức với hắn. Phương Hàn cười nhẹ một tiếng. Phương Hàn, bổn mạng phù lục của ngươi không ngờ đã ẩn chứa 99 loại thần thông. Pháp lực cực kỳ mạnh mẽ. Có điều cảnh giới của ngươi vẫn còn ở quy nhất cảnh. Chưa đạt tới kim đan cảnh. Còn kém xa chúng ta. Ta bây giờ lại rất muốn thử giao thủ với ngươi. Như vậy đi, chúng ta ước định, nếu như ngươi chiến thắng thì ta sẽ lui về ở ẩn trở thành trưởng lão của quần tinh môn không còn là chân truyền đệ tử nữa có điều nếu như ta chiến thắng thì sau này ngươi không được phép can dự vào chuyện nội bộ của quần tinh môn nữa hơn nữa ngươi còn phải đưa linh phù của ngũ hành địa và vong tình thủy cho ta mượn dùng tinh diệt tà tiến lên một chút hai mắt tập trung nhìn lên người phương hàn tựa hồ đang ước đoán thực lực của phương hàn tiến hành đối lập ta từng thấy qua tên ngươi trên trường sinh dự khuyết bảng là người bài danh thứ bảy Tinh Diệt Tà, Phương Hàn híp mắt lại, nếu đối phương trở thành trưởng lão thì không còn tư cách tranh đoạt ngôi vị trưởng giáo nữa. Chương 325. Cổ Phật tán, ta tới Quần Tinh môn cũng là để giao lưu. Dưới cái nhìn chăm chú của cả đại chân truyền đệ tử Quần Tinh môn, Phương Hàn chấp nhận lời đề nghị của Tinh Diệt Tà vô cùng thoải mái. Lúc trước, Vũ Hóa môn phong Bạch Vũ bảo hắn đến đây đưa tin đã cố ý dặn dò hắn nên thử luận bàn với các đệ tử Quần Tinh môn dò xét qua thực lực của một vài chân truyền đệ tử quần tinh môn. Đây là cũng là bước dò thám chuẩn bị cho đại hội quần tiên 3 năm sau. Chân truyền đệ tử quần tinh môn quả thật có thực lực rất cường hãn. Tuy không có khả năng sánh bằng với thay nhất môn, nhưng mà tinh diệt tà này tu vi thâm sâu khó lường. Bài danh thứ bảy trên trường sinh dự khuyết bảng, 10 nhân vật xếp hạng đầu trên trường sinh dự khuyết bảng đều có pháp lực cường hoành. Cảnh giới cực cao, có thể hôm nay đốn ngộ ngày mai là bước vào trường sinh bí cảnh, trở thành đầu sỏ muôn đời. Cho dù là quỷ đế sống lại, hoàn toàn khỏe mạnh cũng không thể so sánh với những người này. Nếu như Phương Hàn không có luyện hóa cửu quỷ nguyên thần, muốn đối phó với đám người này để tự bảo vệ bản thân cũng chỉ có thể đào tàu. Không thể cương ngạnh chống lại, cho dù bổn mạng phù lục của hắn có 56 mã lực. Lực lượng gần ngàn vạn mã lực thì vẫn không được, cảnh giới tranh lệch quá lớn, phẩm chất của pháp lực thần thông đều không cách nào bù đắp được. Có điều, hiện tại hắn đã luyện hóa cửu quỷ nguyên thần của quỷ đế. Trong đó có 34 loại thần thông, đều là tầng thứ 10 nghịch thiên cải mệnh, trải qua vô số lần tẩy luyện, phẩm chất không khác gì cao thủ tầng thứ 10 thần thông bí cảnh bình thường cả. Hiện tại hắn tự tin có đủ thực lực nhảy vào trong 10 hạng đầu của trường sinh dự khuyết bảng. Hơn nữa lực lượng của hắn đã tăng lên gấp đôi, 2.000 vạn mã lực tuy vẫn không thể so sánh với hoa thiên đô nhưng ở trong thần thông bí cảnh cũng là một nhân vật hiếm có. Chỉ chờ đến khi hắn lột xác thành kim đan thì pháp lực sẽ vô cùng cường hoành. Tiếp cận với ức, tiếp cận cao thủ trường sinh bí cảnh, chính thức trở thành đệ nhất nhân trong thần thông bí cảnh. Chuyện chiến thắng hoa thiên đô cũng không phải là không thể. Đương nhiên, hiện tại bổn mạng phù lục của hắn có 90 loại thần thông. Muốn thuế biến, hóa thành kim đan thì cần một lượng nguyên khí rất lớn chỉ sợ nhất thời khó có thể luyện thành, cho dù là dùng nguyên khí do cây thế giới hấp thu được cũng rất là gian nan. Phải biết rằng hắn có tới 90 loại thần thông, đó là khái niệm gì? Tuy những thần thông này rất phức tạp, hỗn loạn, sau này nhất định phải tinh lọc lại, vứt bỏ một vài thần thông, tập trung tu luyện các vô thượng thần thông, nhưng đó cũng là chuyện tình sau khi luyện thành trường sinh bí cảnh. Đã như vậy, các sư đệ hãy lui ra đi. Tuy các ngươi cũng muốn giao thủ với Phương Hàn nhưng hiện tại hắn đã thôn phệ quỷ đế. Tiên ma hợp nhất, bổn mạng phù lục có 90 loại thần thông, các ngươi không cách nào thắng hắn được, mà ta lại cần áp lực của hắn để có thể đột phá lên trường sinh bí cảnh. Tinh diệt tà đột nhiên cười to một tiếng, sau đó lạnh lùng ngắm nhìn bốn phía, tay áo hất lên, để những chân truyền đệ tử đều lui ra phía sau. Các chân truyền đệ tử khác, gồm có ô hư tử, hoa vũ mị, vu thiên hóa tàng uy thoáng nhìn nhau rồi yên lặng thối lui. Tinh diệt tà nói rõ là muốn mượn áp lực của Phương Hàn để đột phá trường sinh bí cảnh. Đây không phải chỉ đơn giản là giao thủ bình thường. Hơn nữa lời hắn nói không có chút nào là giả cả. Người này mặc dù bài danh sau Hoa Thiên Đô nhưng đó là bởi vì Hoa Thiên Đô có thượng phẩm đạo khí cường đại. Hơn nữa lại có thần thông bàn vũ đại lực, pháp lực vô biên, có điều hai người ở cùng một cảnh giới. Chắc cũng không tranh lệch nhiều lắm không biết trường tinh diệt tà thật sự có thể bước vào trường sinh bí cảnh sớm hơn cả hoa thiên đô dù sao thì cũng chỉ cách một lớp màng mỏng ai có thể xuyên phá qua trước thì người đó sẽ thành đầu sỏ muôn đời đương nhiên nếu như hoa thiên đô luyện thành trường sinh bí cảnh thì thành tựu tu vi cũng sẽ cao hơn tinh diệt tà vậy được rồi ngươi đã muốn dùng ta làm đá lót nền giúp ngươi bước vào trường sinh bí cảnh mà ta cũng muốn thử xem phù lục mà ta mới luyện thành rốt cuộc cường đại đến mức nào Vậy thì cứ lấy ngươi để thử xem. Ngươi bài danh hạng thứ bảy trên trường sinh dự khuyết bảng. Nếu như ta thắng ngươi. Phương Hàn cười ha hả. Chiến thắng ta. Nếu như ngươi luyện thành kim đan thì có lẽ sẽ chiến thắng được cả hoa thiên đô. Có điều thần thông càng nhiều càng khó luyện thành kim đan. Ngươi bây giờ có nhiều thần thông như vậy cũng là chuyện hiếm thấy. Nhưng mà sau này mỗi lần muốn tiến lên một bước sẽ vô cùng gian nan. Chưa chắc đã là chuyện tốt lành gì. Tinh diệt tà lạnh lùng nói. Kỳ thật, sau khi luyện thành trường sinh bí cảnh thì việc tu luyện thần thông cực kỳ dễ dàng. Hơn nữa sau này cũng tập trung tu luyện những thần thông quan trọng. Bỏ qua những cái không tất yếu, tu luyện những cái thích hợp với mình, cái này ta sao lại không biết. Phương Hàn lạnh lùng, bất động thanh sắc, có điều lần này chúng ta cũng chỉ là luận bàn. Điểm đến là rừng, không thương tổn tình cảm giữa quần tinh môn và vũ hóa môn. Hoàn toàn khác với khi ta giao thủ với triệu huyền nhất và tống duy nhất của thái nhất môn. Đương nhiên là điểm đến là rừng. Kỳ thật tu vi đạt đến cảnh giới như chúng ta, muốn giết chết đối phương là chuyện rất khó. Hoa sen, đèn hoa ở trên đầu tinh diệt tà xoay chuyển, đột nhiên biến hóa ra thành một cái ô, cái ô này chỉ thuần một màu trắng, trên mặt có thêu hoa sen, kim đăng, mang theo một loại thiền ý thần bí, hơi xoay chuyển một chút, từ trong hư không truyền ra những đợt thanh âm xưa cũ, tựa như tiếng chuông chùa buổi sáng làm cho tâm linh của người ta trở nên tê mát. Trên bề mặt kim đan cũng tỏa ra những luồng hào quang chói mắt, tựa hồ chiếu sáng con đường tới tương lai. Cái ô này, một kiện pháp bảo cường đại, đạo khí, hơn nữa còn là trung phẩm đạo khí. Có điều, cái đạo khí này có chút kỳ quái, giống như không phải tiên pháp, cũng không phải là đạo pháp ma môn luyện thành, mà là mà có chút khí tức giống như của đại phạm quang minh thuyền. Là công pháp của Phật môn ở ngoại vực, cũng không biết là tinh diệt tà làm sao mà lại có được kiện đạo khí cường đại này. Tuy huyền hoàng đại thế giới không có Phật môn, nhưng hiện tại Phương Hàn lại có đại phạm quang minh thuyền. 18 con rối La Hán, qua những bảo bối này thì hắn cũng có một chút kiến giải đối với Phật môn. Hơn nữa, trong thiên long bí kíp có ghi lại một số pháp bảo cường đại nhất. Bát bộ phù đồ tự hồ cũng có mối liên hệ gì đó đối với Phật môn. Nếu có thời gian, Phương Hàn nhất định sẽ nghiên cứu về Phật môn, dần dần tìm hiểu, xem có thể tìm ra được đạo lý gì hay không. Pháp bảo này gọi là nhiên đăng cổ Phật tán. Ta tìm được từ trong một di tích viễn cổ ở Quy Khư. Được ta dùng bí pháp tế luyện 800 năm, rốt cuộc tạo thành một mối liên kết linh hồn liền lạc với ta. Liên hợp cả hai làm một, có uy lực vô cùng to lớn. Cho dù ngươi tự bạo kim đan cũng chưa chắc có thể khiến cho ta bị thương được. Trong lúc tinh diệt tà nói chuyện, cái ô khẽ mở ra, lập tức có rất nhiều bạch liên hoa, nâng một cây kim đan thật lớn bay lên ở bên trong kim đăng là một người mặc một bộ quần áo kỳ quái. Để lộ cả ngực, toàn thân một màu vàng đỏ, đầu chọc lóc, trông vô cùng hiền lành. Khi vừa nhìn thấy nam tử này liền khiến cho con người ta có ý nghĩ muốn quỳ xuống bái lại. Rõ ràng là một loại thuật hấp dẫn tâm linh cực kỳ lợi hại. Phương Hàn liền biết được, nam tử đầu chọc lóc ở trong cái kim đan kia chính là hình tượng của một tu sĩ Phật môn trong truyền thuyết. Tu sĩ Phật môn đều là đầu chọc lóc. Có điều phương Hàn không thể tưởng được là cái bên trong kim đăng chứa tượng Phật loáng thoáng có một không gian thật lớn. Có rất nhiều thiên ma ở trong đó, quay quanh tượng Phật không ngừng cúng bái, giống như bị tượng Phật hàng phục vậy. Những thiên ma kia cũng không có bộ dáng hung ác, giữ dằn như thiên ma bình thường, ánh mắt, mặt mũi vô cùng hiền lành, cả đám ngồi ngay ngắn, tụng niệm kinh văn, dáng vóc vô cùng thành kính, cũng không biết có bao nhiêu thiên ma. Phương Hàn thậm chí còn cảm giác được một lực lượng chúng sinh nguyện lực mênh mông từ bên trong đó tỏa ra. Nguyện lực đó là bởi những thiên ma bị hàng phục, thành kính cúng bái mà thành. Khi linh nhiên đăng cổ Phật tán của ta là một Phật tưởng. Có thể thu lấy thiên ma, làm cho thiên ma hàng phục. Thu được càng nhiều thiên ma thì lực lượng của nó cũng càng cường đại. Ta đã tu luyện qua nhiều năm, đã thu được tổng cộng 500 vạn thiên ma. Uy lực của nó vô cùng to lớn. Tinh diệt ta nói để cho ta nhìn xem hoàng tiền đồ uy chấn toàn bộ tiên đạo có thể so sánh với pháp bảo này của ta xem rốt cuộc ai hơn ai kém khí linh đi thôi giờ khác này tinh diệt tà đệ nhất chân truyền đệ tử của quần tinh môn đã động thủ hống đúng lúc này khí linh của nhiên đăng cổ phật tán bỗng nhiên mở mắt ra nhìn phương hàn lập tức ánh mắt nó làm cho tất cả không gian xung quanh chìm trong màu vàng sau đó thanh âm từ bốn phương tám hướng vang vọng về quy y quy y quy y nếu không sẽ vĩnh viễn đọa lạc trong địa ngục. Tiếp đó, một bàn tay vàng thật lớn hung hăng chộp về phía Phương Hàn. Vô số kinh văn vặn vẹo tạo thành một tấm lưới thật lớn. Uy lực cực lớn, tuy không bằng Đại Hoang Cổ Lô nhưng hoàn toàn có thể chống lại Hoàng Tiền Đồ bây giờ. Phương Hàn thấy uy lực này thì cũng chấn kinh, vội vàng thu bổn mạng phù lục của mình lại. 99 chín loại thần thông toàn lực vận chuyển, chấn động cao độ. Lập tức một cổ lực lượng mang tính hủy diệt ba động, truyền ra xung quanh, vô luận là kim quang, kinh văn, chú ngữ, đại thủ đều bị làn sóng này đánh cho nát bấy. Phanh 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 phanh, cũng không biết có bao nhiêu tiếng vỗ mạnh vang lên. Toàn thân khí linh cổ Phật lay động mãnh liệt, tựa hồ sắp ngã ra khỏi đài sen. Thân thể của các thiên ma đang quỳ bái chung quanh hắn cũng run rẩy mãnh liệt. Một con lại tiếp một con lần lượt nổ mạnh, thoáng cái đã có mấy vạn thiên ma chết oan uổng. Không xong tâm tinh diệt tà rung động không tưởng được là bổn mạng phù lục của phương hàn lại cường đại như vậy ngay cả trung phẩm đạo khí mà hắn đã bỏ mấy trăm năm tu luyện như nhiên đăng cổ phật tán mà cũng không thể làm khó được phương hàn thiên ma trong đó còn bị đánh cho bạo tạc tuy có thể thu lấy thiên ma bất kỳ lúc nào cũng không có ảnh hưởng gì nhiều đến pháp bảo của hắn nhưng nếu như toàn bộ thiên ma bị hủy trong chiến đấu thì hắn cũng rất tiếc phải biết rằng những thiên ma này đều là những tín đồ vô cùng thành kính nếu như thu được càng nhiều thì sau này khi hắn bước vào trường sinh bí cảnh có thể luyện chế lại pháp bảo. Tùy theo số lượng thiên ma mà cơ hội pháp bảo thuế biến thành thượng phẩm đạo khí càng cao hơn. Lúc đó uy lực sẽ tăng lên rất nhiều. Một kiện trung phẩm đạo khí tuy lợi hại nhưng cũng không thể đối phó được với bồn mạng phù lục của ta. Ước chừng hắn còn không biết sự lợi hại của thần thông ngũ đế đại ma. Phương Hàn lạnh lùng cười. Thúc giục phù lục, đột nhiên biến ảo thành 90 đạo hào quang đánh mạnh về phía tinh diệt tà. 90 đạo hào quang này chính là do 90 loại thần thông diễn hóa ra. Tiên khí, ma khí tất cả tựa như một thái cực, biểu hiện ra thiên địa, vũ trụ, âm dương đối lập lẫn nhau. Tất cả cùng phối hợp lại làm cho uy lực lại tăng thêm. Ta vốn cho là hắn cưỡng chế luyện hóa cửu quỷ nguyên thần. Khẳng định không thể chấn áp được ma khí trong đó. Không ngờ hắn lại có thể hoàn toàn dung hợp. Tiên ma hợp nhất, tinh diệt tà thầm than trong lòng. Chương 326 Nguyên thần tinh quang thể, nguyên thần tinh quang thể, mắt thấy 90 đạo hào quang do bổn mệnh phù lục của phương Hàn hóa thành sắp đánh tới. Tinh diệt tà phóng xuất ra thiên địa pháp tướng của mình, cũng là một thần linh thuộc về tinh tú, quanh thân tỏa ra tinh quang mờ ảo, trong tay cầm tinh quang chiến thương, ra tay đánh lên, chiến thương rung động mãnh liệt, ngàn vạn tinh quang như yên như hoa nở rộ, mỗi một đóa tinh quang nở ra đều phát ra lôi bạo cực kỳ mãnh liệt lại là tinh sa luyện lôi cương của tinh tú thần lôi. Hơn nữa, tinh tú thần lôi của tinh diệt tà còn có một cổ lực lượng vô cùng to lớn. So với lúc trước khi diệt tinh đạo thi triển tinh sa luyện lôi cương mạnh mẽ hơn gấp 10 lần. Thậm chí, có chừng 20 thần thông thuộc về tinh tú trong bồn mạng phù lục của Phương Hàn đều bị hắn ngăn chặn dễ dàng. Thậm chí còn có dấu hiệu bị hắn chi phối. Nếu không có thần thông ngũ đế đại ma chấn áp thì có lẽ đã trở nên tán loại thiên địa pháp tướng của tinh diệt tà gọi là nguyên thần tinh quang thể. Khác với thiên địa pháp tướng của hoa thiên đô, hắc u vương, quỷ đế, tứ hoàng tử, di thân vương, mạnh thiểu bạch, lực lượng thật lớn, hơn nữa chiến ý bành trướng, thương thuật vô địch, ngưng tụ một cổ lực lượng hủy diệt, không gì không thể xuyên phá, một lưỡi lê có thể giết chết tất cả, ý cảnh sát chiêu của mạnh thiểu bạch là xuất quỷ nhập thần, mà của tinh diệt tà là thuật đâm của thương, đường đường chính chính mà đánh tới như thủy triều nổi lên, là đại thế của cả thiên hạ, không gì có thể kiềm chế được. Ta vì rèn luyện nguyên thần tinh quang thể của mình mà đã đi dạo trong nhân gian 500 năm. Quan sát sự hưng suy của các vương triều, thể ngộ biến hóa của đại thế thiên hạ, vì thiên địa pháp tướng của mình sáng tạo ra một môn thương thuật gọi là thiên thu hưng vong nhất thán tức. Bây giờ xin nhờ phương hàn đạo hữu chỉ điểm, trong lúc nói chuyện, chiến thương trong tay của nguyên thần tinh quang thể cũng không hề dừng lại hóa thành vô số thương ảnh đánh ra bốn phía trong nháy mắt trăm ngàn mũi thương đánh ra chỗ nào mũi thương đi qua thì khí lưu nơi đó trở nên hỗn loạn không gian như muốn sụp đổ rõ ràng loáng thoáng hiện ra hiện tượng băng hoại ngàn vạn tiếng nổ vang lên liên tục ở bên trên bồn mạng phù lục của phương hàn quang hoa do thần thông hóa thành đều bị chấn lui trở vào trong bồn mạng phù lục người này thật là lợi hại có thể tiến vào trong 10 hạng đầu trong trường sinh dự khuyết bảng đều không phải tầm thường. Quả là kinh tài tuyệt diễm. Lúc đầu hắn nói muốn mượn lực lượng của ta để giúp hắn đột phá trường sinh bí cảnh ta còn không tin. Bây giờ xem ra người này cũng không phải đơn giản. Phương Hàn thầm than trong lòng. Cũng rất là kinh ngạc. Bởi vì tu vi của đối phương. Thương thuật của nguyên thần tinh quang thể. Thiên thu hưng vong nhất thán tức. Những cái này làm cho hắn có cảm giác như là đại thế của thiên hạ cuồn cuộn nổi lên như nước lũ. Không gì ngăn cản được. Tâm linh cảm nhận được áp bách rất lớn. Hơn nữa hắn thậm chí không cách nào nhìn rõ được nguyên thần tinh quang thể của đối phương dối cuộc ẩn chứa bao nhiêu loại thần thông. Pháp lực của tinh diệt tà hiện tại chắc chắn không thể nào áp bách được Phương Hàn. Nhưng dù sao hắn cũng hơn Phương Hàn bốn tầng cảnh giới. Hơn nữa hắn không phải là cao thủ tầng thứ 10, nghịch thiên kẻ mệnh bình thường, mà là cao thủ chỉ thiếu chút nữa là có thể đột phá bình chướng trở thành đầu sỏ muôn đời, siêu cấp đỉnh phong tầng thứ 10 thần thông bí cảnh, hơn nữa hắn còn có trung phẩm đạo khí, vô cùng thần bí có thể hàng phục thiên ma, làm cho bọn chúng thành kính cúng bái. Sinh ra nguyện lực, nhiên đăng cổ Phật tán, hai cái này phối hợp lại, cho dù là cao thủ trường sinh bí cảnh cũng không chắc có thể giết được hắn. Siêu, Phương Hàn Thu bồn mạng phù lục lại, để lơ lửng ở trên đầu, không hề mở rộng uy lực mà lại kiệt lực co rút lại thủ hộ bản thân, trước tiên chống đỡ rồi nói sau. Lúc này hắn đã biết, trước khi luyện thành kim đan, thì việc đối đầu với các chân truyền đệ tử bậc này thật sự là khó càng thêm khó. Có điều là hắn có ưu thế chính là pháp lực tràn đầy. Có thể chiến đấu lâu dài, ai cũng không thể hơn hắn được. Pháp lực của hắn có nguyên khí tiên giới do cây thế giới hấp thu cung cấp. Tiên giới không bị hủy thì hắn vẫn không hết pháp lực. Phù lục thoáng co rút lại, bảo vệ toàn thân lập tức vạn tà bất xâm, chư pháp bất phá, thân thể phương hàn chấn động với tốc độ cao, phù lục với lực lượng hai ngàn vạn mã lực thi triển bạch đế kim hoàng trảm. Đại thôn phệ thuật, trực tiếp hiện ra bên cạnh tinh diệt tà, hùng hăng đánh ra một quyền, đây là dùng thân thể chiến đấu, bạch đế kim hoàng trảm của hắn tốc độ càng nhanh hơn, uy lực càng hung mãnh, lực đà kích cũng theo đó mà tăng lên, có thể nói hiện tại cho dù có một ngọn núi bằng tinh cương đặt trước mặt hắn trong lúc hắn đang lao đi thì ngọn núi đó sẽ bị xuyên phá có lực lượng liệt địa như của hoa thiên đô hắn lao thẳng về phía tinh diệt tà lập tức trong lúc đó có hơn phân nửa tinh quang hộ thân thuật của hắn đều bị xuyên phá xì si, tinh diệt tà thấy được một hình bóng quỷ mị lao về phía mình xuyên phá tinh quang hộ thân của hắn từng lớp từng lớp vỡ ra Tưởng như không có lực lượng nào có thể ngăn cản được cổ lực lượng này thì không kiềm được tức giận. Gầm lên một tiếng, nguyên thần tinh quang thể chớp động, mũi thương quỷ mị lại rung động, hóa ra trăm ngàn thương ảnh, thiên thu hưng vong nhất thán tức, thương thuật của hắn là đúc kết từ lĩnh ngộ sự biến đổi của đại thế trong thế tục. Đã gần như trở thành một loại đạo lý, có thể khám phá ý cảnh của cao thủ trường sinh bí cảnh. Một mũi thương đánh tới, chặn đứng bóng dáng quỷ mị của Phương Hàn thương đâm mạnh vào bồn mạng phù lục của Phương Hàn. Một tiếng nổ mạnh vang lên, vô cùng tinh quang tỏa ra bốn phía, căn bản không phá được phòng hộ của Phương Hàn. Hả, Hà, người này lực phòng hộ rốt cuộc là mạnh đến mức nào? Ngay cả thương thuật tiệt sát thiên thu hưng vong nhất thán tức của Đại sư Huynh cũng không xuyên phá được phòng hộ của hắn thì thiên hạ còn đồ vật gì có thể chém giết được hắn. Nếu hắn luyện thành kim đan thì không biết chừng có thể quét ngang hết tất cả cao thủ thần thông bí cảnh mấy cao thủ đứng ở bên ngoài quan sát mắt mấy người ô tử hư hoa vũ mị đều thiếu chút nữa là rơi ra ngoài bọn họ đều hiểu sâu sắc sự lợi hại của tinh diệt tà đúng vậy có điều phương hàn này cũng không làm gì được đại sư huynh phá không được nguyên thần tinh quang thể của đại sư huynh chứ đừng nói chi tới phá vỡ nhiên đăng cổ phật tán đại sư huynh đang chiếm lợi thế khí linh của đạo khí nhiên đăng cổ phật tán run dày hạ xuống hắn biết là mình căn bản không phải đối thủ của Phương Hàn. Phương Hàn thật sự quá kinh khủng, mới tầng thứ sáu thần thông bí cảnh mà lại có chiến lực cường đại như vậy. Sau này sẽ ra sao? Trong lúc bảy đại chân truyền đệ tử đang nói chuyện, thì bóng mờ của Phương Hàn đã giao đấu với nguyên thần tinh quang thể cả trăm ngàn quyền. Trăm ngàn thương, nguyên thần tinh quang thể của tinh diệt tà tựa hồ có dấu hiệu muốn hỏng mất. Hắn cũng không chịu được sự công kích mãnh liệt của Phương Hàn. Nhưng mà mỗi khi trên nguyên thần tinh quang thể xuất hiện một vết rách thì cổ Phật ở bên trong Nhiên Đăng cổ Phật tán lại bắn ra một đạo kim quang lên thân thể của tinh quang thể, làm cho nó càng thêm cô đọng, vững chắc, hào quang từ Nhiên Đăng cổ Phật tán tỏa ra ánh sáng chiếu rọi khuôn viên mười dặm xung quanh, giúp cho thiên địa pháp tướng duy trì lực lượng của mình. Hiển nhiên là đạo khí thần bí của Phật môn và thiên địa pháp tướng cả tinh diệt tà có sự tương hỗ lẫn nhau. Uy lực càng ngày càng tăng lên, khí thế càng đánh càng hung mãnh. Bảo bối lợi hại nhất của người này chính là Hoàng Tiền Đồ. Kiện bảo bối này còn chưa xuất hiện thì hưu chết về Tây Ai còn chưa chắc được. Nghe nói Hoàng Tiền Đồ là một kiện pháp bảo bị tàn phá. Không luyện tới Trường Sinh Bí cảnh thì căn bản không thể nào phục chế lại được. Trong khi sáu đại chân truyền đệ tử đang nghị luận thì người trong quần tinh môn cũng bị trận tỷ thi hấp dẫn. Rất nhiều người tò mò đến quan sát, còn có một ít cao thủ Trường Sinh Bí cảnh của quần tinh môn đang ở trong không gian hư không quan sát trao đổi với nhau, phương hàn chiến đấu với tinh diệt tà, chẳng khác gì là đệ tử vũ hóa môn và quần tinh môn giao tranh. Cũng tương đương với việc tương lai, môn phái nào sẽ mạnh hơn, trong một cái động hư ảo. Mộ lão đầu có lông mi dài chấm đất chăm chú nhìn Phương Hàn và tinh diệt tà giao thủ nói. Ta từng thấy hoàng tuyển đại đế thi triển thần thông ngũ đế đại ma này quả thực là có uy lực chấn động chư tiên vạn giới. Nếu như thái nhất môn không có tiên khí thì sợ là cũng bị diệt về phần sau khi tiên giới can thiệp mới có thể chấn áp được hoàng tiền đại đế bây giờ phương hàn thi triển ra thần thông này tuy vẫn còn nhỏ yêu nhưng có tiềm lực vô cùng to lớn có điều hắn vì tăng tiến tu vi mà cưỡng chế cướp đoạt thần thông của người sát chỉ vì trước mắt mà tạo nên một chướng ngại thật lớn trên con đường tu luyện sau này lão già có lông mi thật là dài là tinh phạt trưởng lão làm người nắm giữ quyền hình pháp trong quần tinh môn cao thủ trường sinh bí cảnh đầu sỏ muôn đời giống như thiên hình trưởng lão của vũ hóa môn. Ta thấy người này dường như hiểu rất rõ điều này, đây chỉ là thời kỳ quá độ tạm thời mà thôi. Sau này khẳng định phải trọng tu thần thông. Nếu không rõ điểm này thì hắn không cách nào chấn áp được ma khí của cửu quỷ nguyên thần. Hiện tại tâm tính của hắn cho rằng cửu quỷ nguyên thần là thuyền. Con thuyền giúp hắn đến miền đất hứa. Tới bờ hắn liền lập tức bỏ đi. Hắn quả thật là có tâm tính. Trí tuệ như vậy mới có thể hóa giải được oan nghiệt. Ma niệm của cửu quỷ nguyên thần, kẻ này không đơn giản, rất không đơn giản, nếu không, quỷ đế vốn nhập ma đã sâu, mất đi nhân tính đã có thể ảnh hưởng đến tâm tình của hắn. Mà xem ra, hắn quả thật có định lực đủ lớn để hàng phục ma đầu. Một trưởng lão khác nói, vị trưởng lão này tự hồ là một hình người bất định, không có hình thể chính thức mà giống như một sinh vật hư ảo. Hiển nhiên là tu vi cực cao, đạt tới cảnh giới bất tử chi thân bắt đầu tham ngộ ảo diệu, quy tắc của thiên địa, như lời ngươi nói thì người này thực sự rất khủng bố. Lại một trưởng lão khác nói, vị trưởng lão này là cao thủ tầng thứ 10 thần thông bí cảnh, còn chưa trở thành đầu sỏ muôn đời, quả thật là khủng bố. Tinh diệt ta chỉ còn kém nửa bước nữa là tiến vào trường sinh bí cảnh vậy mà vẫn không thể áp chế được hắn. Tranh lệch tới bốn cảnh giới không có ý nghĩa gì. Một trưởng lão tu vi mới tầng thứ 9 thần thông bí cảnh thở dài nói hơn nữa thương thuật thiên thu hưng vong nhất thán tức của tinh diệt tà hiểu được huyền cơ của quỷ thần sau này có khả năng diễn hóa ra vô thượng thần thông cho bản thân là nhân tuyển cho chức vị trưởng giáo tương lai của quần tinh môn chúng ta tinh vân bảo bảo tuy lực lượng tăng tiến nhanh vô cùng nhưng chưa trải qua lịch lãm cũng không có tiềm chất của một vị trưởng môn tinh diệt tà thì đã trải qua ngàn năm ma luyện còn là hậu đại của tiền bối trong quần tinh môn chúng ta phương hàn nếu như có thể luyện thành kim đan thì cho dù là cao thủ trường sinh bí cảnh cũng không chấn áp được hắn tinh diệt ta cũng không phải là đối thủ của hắn bây giờ thì sao thắng bại còn chưa thể quyết định được tinh diệt ta còn chưa sử dụng ra đòn sát thủ cuối cùng của hắn nhiên đăng cổ phật tán của hắn có 500 vạn thiên ma nếu như toàn bộ cùng phát động nổ mạnh một chỗ thì lực lượng to lớn không thể tưởng tượng nổi ta cũng có thể bị thương tinh phạt trưởng lão thờ một hơi thật dài nói Lần này hắn thắng thì có thể có được một ít vong tình thủy của Phương Hàn. Có thể mượn linh phù xuất nhập ngũ hành địa của Phương Hàn. Đến ngũ hành địa tu luyện, đột phá trường sinh bí cảnh là chuyện dĩ nhiên. Có điều, nếu như thi triển một chiêu này khiến cho Phương Hàn bị thương thì mối quan hệ giữa quần tinh môn chúng ta và Vũ Hóa môn cũng tan vỡ. Cũng không nên. Chương 327. Động thiên lực, đúng, Tinh Diệt Tà vẫn một mực cố kỵ, không dám hạ sát thủ. 500 vạn thiên ma cùng tự bảo sẽ tạo ra một lực lượng không thể nào tưởng tượng nổi. Có thể tổn thương cả cao thủ trường sinh bí cảnh. Có điều sau khi mất hết thiên ma, muốn thu lại, tiếp tục nuôi dưỡng thì cần lãng phí một lượng lớn thời gian. Hiện tại có lẽ Tinh Diệt Tà sẽ không dùng thủ đoạn như vậy. Hắn vẫn còn một vài thủ đoạn để chiến thắng. Huống hồ, ta cảm giác được hoàng tiền đồ của Phương Hàn đang trong giai đoạn lột xác. Tạm thời không thể phát huy hết uy lực của nó nếu như không có hoàng tiền đồ thì phương hàn căn bản không thể nào thắng được tinh diệt tà trưởng lão có thân hình biến ảo bất định lại mở miệng nói trưởng lão này gọi là di tinh trưởng lão nói một cách khác chính là người chuyên quản lý lực lượng tinh tú trên bầu trời thậm chí có thể khiến cho một vài ngôi sao chuyển đổi vị trí là một nhân vật vô cùng lợi hại trên bầu trời của huyền hoàng đại thế giới có vô số những ngôi sao nhỏ bé ngăn cản ánh sáng trói lọi của hàng tinh nhất định phải khiến cho chúng nó hình thành một loại trận pháp thì mới có thể giúp cho đệ tử quần tinh môn hấp thu lực lượng tinh tú được thuận lợi. Đây chính là nhiệm vụ của di tinh trưởng lão. Pháp lực không cường đại thì không cách nào làm được. Đương nhiên là hắn cũng chỉ di động một ít ngôi sao nhỏ. Không có lực lượng quá lớn. Một tinh cầu phát ra lực lượng của tinh tú thì được gọi là hàng tinh. Là một tồn tại vô cùng to lớn trong vũ trụ. Bất luận là môn phái nào cũng không thể làm gì được nó hằng ở đây là hằng trong vĩnh hằng, uy lực mênh mông, không ai có thể di động nó được, trừ khi là tiên nhân. Đương nhiên, cho dù di động những tinh tú không phải hằng tinh, những tinh cầu nhỏ chỉ có phương viên chừng ngàn dặm như huyết nhục nê đàm cũng cần một lượng lớn pháp lực. Gấp vô số lần lực lượng bạt sơn, liệt địa, vượt qua tầng thứ hai trường sinh bí cảnh, đạt tới cảnh giới bất tử chi thân thì mới có thể bắt đầu lĩnh ngộ các loại pháp tắc của vũ trụ. Cho nên, di tinh trưởng lão có ánh mắt phi thường chuẩn xác. Lời nói ra không ai là không tin tưởng, quả nhiên đúng như lời hắn nói. Trong tình huống Phương Hàn không sử dụng hoàng tiền đồ, tuy bổn mạng phù lục của hắn có 90 loại thần thông nhưng cũng không cách nào chiến thắng được Tinh Diệt Tà. Bổn mạng phù lục ở trên đỉnh đầu, bao trùm thân thể của Phương Hàn, vận động với tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt Phương Hàn từ bốn phương tám hướng công kích lên người Tinh Diệt Tà. Mỗi một quyền đều có lực lượng to lớn, làm cho nguyên khí trong Phương Viên 10 dặm xung quanh bị bạo liệt nhưng mà cũng không có tác dụng gì hắn càng lợi hại công kích càng nhanh thì nguyên thần tinh quang thể của tinh diệt tà cũng như nước lên thuyền lên thương thế càng mạnh mẽ mỗi một thương đều nhắm đúng ngay quả đấm của hắn mỗi một lần va chạm đều hóa giải toàn bộ lực lượng của phương hàn nhân phù hợp nhất trong khi di chuyển với tốc độ cao thân thể phương hàn rung động một cái bổn mạng phù lục một lần nữa co rút lại áp xúc kịch liệt biến thành các đạo ký hiệu dính sát vào thân thể của phương hàn tất cả pháp lực bên trong phù lục đều tiến nhập vào trong kinh mạch. Nhục thể của Phương Hàn, cả người và 90 loại thần thông kết hợp một cách mật thiết. Toàn thân bao trùm bởi một tầng quang hoa, lập tức lực công kích của hắn lại tăng vọt lên một lần nữa. Một bước đạp hư không, khí lưu luân phiên nổ mạnh, nguyên khí sụp đổ, phất tay một quyền đánh văng chiến thương của nguyên thần tinh quang thể. Người chớp động muốn áp sát kiềm chế tinh diệt tà, khiến cho hắn nhận thua thân thể của ta có lực lượng tương đương với đạo khí ngũ tạng lục phù chắc chắn nhân phù hợp nhất thiên địa tan vỡ tinh diệt tà ngươi nhận thua đi lại một quyền một quyền này của phương hàn phá tan phần lớn kim quang phòng hộ của nhiên đăng cổ phật tán thậm chí còn sắp chạm đến thân thể của tinh diệt tà chỉ cần phá được nhiên đăng cổ phật tán bắt lấy thân thể của tinh diệt tà thì có thể khiến cho hắn nhận thua do đó cũng không có thương tổn gì đến người này hiện tại hai người đang giao lưu, chỉ điểm đến là rừng, không có hạ sát thủ, đâu có dễ dàng như vậy. Toàn thân tinh diệt tà ngang nhiên đứng thẳng, từ trong thân thể phát ra một đạo kim quang lưu truyền che phủ toàn thân. Làn da chuyển hết thành màu xích kim, cùng một màu với cổ Phật của nhiên đăng cổ Phật tán. Trông như một bức tượng người bằng vàng, tản mát ra lực lượng cực kỳ to lớn, rõ ràng là một loại thần thông luyện thể bình thường người tu đạo tuy thân thể mạnh mẽ nhưng đều rất ít khi tu luyện các loại thần thông luyện thể kiểu như phong thần đại pháp công pháp tu luyện đặc biệt ít lại khó tu luyện diêm la kim thân của phương hàn cũng cần rất nhiều đan dược mới có thể luyện thành có cương khí của thần thông ngũ đế đại ma và lục mục phong thần bia luyện hóa ngũ tạng lục phủ bảo vệ nội tạng ngừng kết tất cả thành một thể rồi lại hấp thu già thiên ma thủ già thiên ma công nếu không ai làm như hắn chắc chắn phải chết bởi vì thân thể quá yếu ớt, không thể rèn luyện lung tung, nhưng hiện tại tinh diệt tà cùng Phương Hàn giống nhau, đều tu luyện thần thông luyện thể vô cùng mạnh mẽ, kim cương la hán, bồ tát cổ Phật, thập phương tịnh thổ, bất phôi kim thân, Phương Hàn, người tưởng rằng nhục thể của ta rất yếu ớt sao, ta luyện thần thông thần bí bất phôi kim thân của Phật môn. Một khi bước vào trường sinh bí cảnh thì thiên địa pháp tướng có thể hợp nhất với thân thể. Có thể so với đầu sỏ muôn đời cao thủ trường sinh bí cảnh tầng thứ hai. Tinh diệt tà phát ra một tiếng giống giận, bất phôi kim thân đánh ra một quyền tinh diệu tuyệt luôn. Góc độ, lực lượng kết hợp làm một quyền như một viên đạn pháo bắn ra. Ngăn cản một quyền của Phương Hàn, đồng thời, nguyên thần tinh quang thể của hắn cũng tỏa ra ánh sáng. Hình thành một tòa đại trận phong tỏa Phương Hàn ở trong đó. Nhiên đăng cổ Phật tán, một luồng ý niệm của tinh diệt tà nổi lên truyền vào trong nhiên đăng cổ Phật tán ngàn vạn đạo kim quang từ bên trong bắn ra, hình thành các loại chú ngữ từ trên đỉnh đầu phương hàn hung hăng đổ sụp xuống dưới. Năm trăm vạn thiên ma ở trong cổ phật tán đồng thời phát ra tiếng phạn sướng, âm thanh du dương, đem nguyện lực hóa thành lực lượng to lớn, hung hăng đè ép phương hàn. Hả, Hà, lợi hại như vậy, phương hàn bị vây ở trung tâm, cư nhiên bị tinh diệt tà thi triển bất phôi kim thân ngăn cản được. Nguyên thần quay lại tập kích, lực lượng của cổ phật tán chân áp lần này lâm vào khốn cảnh. Bốn phương tám hướng đều tràn ngập tinh quang. Rốt cuộc nhìn không ra được một cách nào thoát hiểm. Nhất là trong tinh quang nồng đậm còn có những kinh văn cổ kính và tiếng phạn sướng vang lên. Mỗi một âm thanh phạn sướng đều có tác dụng trấn áp tâm linh. Làm cho lòng của Phương Hàn trở nên nặng nề. Không cách nào diễn tả hết được cảm giác của hắn lúc này. Không gian ở bên trong nhiên đăng cổ Phật tán còn lợi hại hơn ngũ ngục vương đình của ta rất nhiều. Năm đó ngũ ngục vương đỉnh của ta góp nhặt 800 vạn thiên ma mà uy lực cũng ngang ngửa với đạo khí. Nhưng không có khả năng đem thiên ma chuyển hóa thành tín đồ. Cung cấp nguồn nguyên lực cuồn cuộn không dứt. Hơn nữa nếu như nhiên đăng cổ Phật tán này toàn lực hấp thu thiên ma. Khẳng định không chỉ có 500 vạn, 5 ngàn vạn cũng có thể. Nhưng tinh diệt tà cũng chỉ có đủ nguyên khí cung cấp nuôi dưỡng được 500 vạn thiên ma mà thôi. Nếu ta có pháp bảo này thì thật là tốt. Nuôi thiên ma lấy nguyện lực của chúng nó để tu luyện thần thông bàn vũ đại lực. Làm ít mà thu được nhiều, tuy đang ở trong khốn cảnh nhưng Phương Hàn cũng không chút lo sợ. Đạo khí ma đao huyết thương khung trong tay xoay chuyển, chợt hạ xuống, hòa vào thân thể của hắn, cùng kết hợp với nguyên khí bạch đế kim hoàng trảm của hắn. Lập tức huyết quang đại thịnh, kim quang trói lọi, lấy thân làm đao, chém ra một đao như viễn cổ sáng chế thần khai thiên tích địa. Phân rõ càn khôn tất cả tinh quang đều bị nó cắt phá, làn sóng phiêu lãng bay đi, tiêu dao giữa đất trời. Một chiêu đánh ra, Phương Hàn đã phá tan trấn áp, một lần nữa trở nên thoải mái, tự do, tinh diệt tà tuy lợi hại nhưng muốn trấn áp được người tu luyện 90 loại thần thông. Hơn nữa còn có đạo khí như Phương Hàn thì không phải là một chuyện dễ dàng. Huyết dạ vương mặc dù không có năng lực thu vật thể, nhưng có lực sát thương thuần túy, uy lực kinh thiên động địa nhất là khi kết hợp cùng với bạch đế kim hoàng trảm thì uy lực càng lớn. Hơn nữa, hiện tại trong máu phương hàn có ẩn chứa long lực, thúc giục huyết dạ vương chém giết, đao mang có một loại khí thê bể nghễ, tung hoành thiên hạ, sau khi thoát khốn xong, một đạo huyết quang quỷ bí lập lòe, dài chừng hai ba trượng, nhưng bên trong đó đao khí không ngừng tỏa ra xung quanh. Nơi nào bị ánh đao quét qua đều sinh ra một cái huyệt động đen kịt. Điên cuồng hấp thu tất cả nguyên khí xung quanh. Ông tiếng đao phong chấn động như có trăm ngàn con ong mật bay qua. Đao mang của huyết dạ vương hiện ra khắp nơi quanh người tinh diệt tà. Cũng không có chém giết về phía hắn mà hình thành trăm ngàn lỗ đen vây khốn quanh người tinh diệt tà. Xé rách nguyên khí hộ thân của hắn. Phương Hàn sau khi thoát khốn xong liền thi triển đại thôn phệ thuật. Trong nháy mắt tạo thành trăm ngàn lỗ đen. Thân thể ẩn giấu trong đao mang. Kiệt lực tích xúc lực lượng. Tìm kiếm cơ hội bộc phát ra một kích mạnh nhất quả nhiên một chiêu này có hiệu quả rất rõ ràng trăm ngàn lỗ đen do nguyên khí hình thành bao quanh người tinh diệt tà khiến cho cổ vân phật của hắn bắt đầu dao động tựa hồ sắp bị thổi tắt phương hàn ngươi thật là lợi hại đã như vậy thì ta cũng không cần phải e ngại nữa nơi này là sơn môn của quần tinh môn ta cũng chỉ muốn vận dụng pháp thuật của quần tinh môn thiên địa đại lực bị những lỗ đen bao quanh người tinh diệt tà biến sắc đột nhiên phát ra một luồng thần niệm cường đại bắn ra bốn phía cả người đặt tới cảnh giới hợp nhất cùng thiên địa Phốc, lập tức trên bầu trời của quần tinh môn xuất hiện vô số những vì sao lập lòe trăm ngàn vạn lực lượng tinh tú tích lũy ở trong quần tinh môn tụ tập về quán chú vào trong người tinh diệt tà lực lượng tinh tú đổ về tràn vào làm cho trăm ngàn lỗ đen nổ mạnh biến mất không thấy tăm hơi đâu nữa không ngờ hắn lại có thể điều khiển lực lượng của trời đất tinh hoa của các ngôi sao đây là nhờ mượn lực lượng tích góp có sẵn ở trong quần tinh môn. Từ khi quần tinh môn khai tông lập phái cho đến nay trải qua mấy ngàn năm. Thu được không biết bao nhiêu lực lượng của tinh tú. Đệ tử ở trong sơn môn có thể điều động lực lượng tinh tú sử dụng cho bản thân để đối địch. Đây là mượn thiên thế. Địa lợi, tuy thắng không bằng võ. Nhưng trước khi thi đấu cũng không có giao ước là không được dùng loại thủ đoạn này. Tại thời khắc mấu chốt, tinh diệt tà cũng không cố kỵ gì nữa. Lợi dụng ưu thế địa lợi. Điều động lực lượng của quần tinh, áp bách Phương Hàn, dùng tu vi của hắn, ở trong sơn môn của quần tinh môn, trải qua bao nhiêu năm tháng tu luyện, khả năng kết hợp với động thiên của quần tinh môn đã đạt tới trình độ vô cùng khang khít. Lần này, hắn toàn lực điều động lực lượng của quần tinh trong động thiên. Lực lượng của hắn gia tăng gấp đôi, nguyên thần tinh quang thể lớn ra, cao cỡ một ngọn núi, cúi đầu nhìn xuống Phương Hàn, giống như thần linh ở cao cao tại thượng đang nhìn một con kiến hôi vậy một thương khổng lồ đâm thẳng xuống. Không gian chung quanh Phương Hàn không ngừng vỡ nát. mươi 328, ngừng kết kim đan, tinh diệt tà sử dụng phương pháp thắng không cần võ. Mượn lực lượng tinh tú mênh mông của động thiên trong quần tinh môn làm cho pháp lực của bản thân tăng vọt. Nguyên thần tinh quang thể lớn đến mức không thể tưởng tượng nổi. Trong sát na đó, Phương Hàn có cảm giác như đang đối mặt với Hoa Thiên Đô. Dưới áp lực dữ dội của lực lượng tinh tú, bổn mạng phù lục của phương hàn có cảm giác như sắp không chống đỡ nổi uy áp kia những thần thông bên trong nó thiếu chút nữa là ngừng vận chuyển xương sống phát ra những tiếng răng rắc hô hấp không thông loại thủ đoạn này rõ ràng là mượn thế của thiên địa thắng không võ có điều ta cũng không thể chỉ trích hắn được phương hàn thầm than ở trong lòng bổn mạng phù lục lại co rút lại một quyền đánh ra đón đỡ mũi chiến thương lập tức hai lực lượng khổng lồ bộc phát nguyên khí thiên địa trao đảo, biến hóa long trời lở đất, liên tiếp những tiếng nổ tung vang lên. Không gian tưởng chừng nhưng không chống đỡ nổi dư ba do cuộc chiến của hai đại cao thủ tạo thành. Sáu đại chân truyền đệ tử đã lùi ra xa ngàn dặm đều vội vàng lui xa hơn về phía sau. Lúc này, thông tin Phương Hàn cùng với đệ nhất chân truyền đệ tử quần tinh môn. Tinh diệt tà đang giao thủ đã sớm kinh động rất nhiều chân truyền đệ tử của quần tinh môn. Tất cả lục đục bay lên quan sát nhưng nhìn thấy thanh thế lớn như vậy không có mấy người dám tiếp cận chiến trường bị đè ép ở dưới khí huyết của phương hàn trở nên nhộn nhạo quay cuồng gân cốt bị bóp méo bổn mạng phù lục có dấu hiệu sắp chịu không nổi nhiều thần thông nhỏ yếu ở bên trong đình chỉ vận chuyển do nguyên khí cung cấp bị cắt đứt có điều bổn mạng phù lục của hắn vẫn chắc chắn một cách dị thường vẫn không có dấu hiệu tan vỡ lợi hại như vậy bổn mạng phù lục của người này thật là biến thái Đến mức này, tinh diệt tà cũng bị dọa cho nhảy dựng lên. Hắn lúc này mượn lực lượng của động thiên trong quần tinh môn. Cảm ứng cùng thiên địa, một thương đánh ra có một nguồn nguyên khí hùng hậu không ngừng cung cấp. Ẩn chứa trong đó lực lượng của động thiên. Hắn ước đoán một thương này đánh ra đủ để đánh cho Phương Hàn rơi xuống đất. Gần cốt tê bài, nhưng không ngờ rằng Phương Hàn ngoại trừ hơi lui về sau một chút cũng không có bị gì. Thậm chí không kêu la một tiếng nào cái này thiếu chút nữa làm cho trái tim của hắn co rút lại. Phải biết rằng, với thân phận hiện tại của hắn, mượn lực lượng của động thiên quần tinh môn đã có một chút vô sỉ rồi. Vậy mà vẫn không thể thu thập được Phương Hàn, rốt cuộc làm sao mới có thể thu thập được Phương Hàn. Bất kể như thế nào, tuy là thắng không võ nhưng thắng trước rồi nói sau, thiên địa đại lực, quần tinh động thiên, gia trì thân thể ta, lập tức tuân lệnh, tinh diệt tà dơ chiến thương lên, tà tà nâng lên cao giữa trời. Vô cùng lực lượng tinh tú một lần nữa tràn về, hội tụ vào bên trong nó, dùng mắt thường có thể thấy được từ bốn phương tám hướng, hàng ngàn tia sáng dài hẹp chảy về, giống như những con đường lấy thân tinh diệt tà làm trung tâm mà hình thành. Lúc này, tinh diệt tà điều động lực lượng của động thiên, có được thế, hơn nữa pháp lực của hắn cũng giống như cây thế giới của Phương Hàn, sẽ không cạn kiệt, đây là chỗ tốt của động thiên đối với đệ tử quần tinh môn. Đồng dạng Cao thủ vũ hóa môn ở tại Vũ Hóa Thiên Cung hoặc trên chính ngọn núi của mình thì lực lượng sẽ tăng lên nhiều. Sát, thương lại đâm xuống một lần nữa, còn dũng mãnh hơn lúc nãy, một thương điểm xuống, khóa chặt lấy Phương Hàn, đánh ngay vào bổn mạng phù lục ở trên đầu hắn. Phương Hàn muốn di chuyển cũng chỉ có thể đi lại trong phương viên 10 dặm. Lần điều động lực lượng động thiên này, Phương Hàn rõ ràng không cách nào trốn tránh được, bởi vì hiện tại hắn đang ở trong động thiên thân thể bị lực lượng của động thiên quần tinh môn bài xích. Mất đi ưu thế lớn nhất là tốc độ, tình huống hiện giờ rất là không tốt, có lợi thế đó, tinh diệt tà liên tục đâm hơn trăm thương, mỗi một thương đều điểm trúng phương hàn, làm cho hắn chỉ có thể chống đỡ, không có sức hoàn thủ, tinh diệt tà đã hoàn toàn khống chế được thế cục, phương hàn thật giống như một con thuyền nhỏ bấp bênh, tùy thời đều có thể bị đánh nát, lực lượng động thiên quần tinh môn càng ngày càng mạnh, lực bài xích đối với hắn càng mãnh liệt hắn sao không thiệt thòi cho được. Ải, thắng không võ, thấy một màn này, di tinh trưởng lão, tinh phạt trưởng lão, hai đại đầu sỏ muôn đời đều thở dài. Tuy hiện giờ tinh diệt tà chiếm ưu thế tuyệt đối, nhưng nếu chuyện này truyền ra ngoài thì cho dù có chiến thắng được Phương Hàn cũng không có gì đáng mừng cả. Đại sư Huynh điều động lực lượng của động thiên, vậy mà không thể chiến thắng được Phương Hàn ngay lập tức. Tên Phương Hàn này cũng thật là khó ngờ. Nhãn thần ô tử hu có chút ngưng trọng nhìn chiến trường xa xa mở miệng nói. Có điều hiện tại Đại sư Huynh đã chiếm thượng phong. Huống hồ Đại sư Huynh còn chưa thi triển ra một chiêu cuối cùng. Một chiêu kia nếu thi triển ra, 500 thiên ma cùng tự bạo một lúc sẽ bộc phát ra một lực lượng hủy thiên diệt địa. Có thể đánh bại Phương Hàn. Hoa Vũ Mị nói, tuy Phương Hàn này có hơi kiêu ngạo nhưng mà quần tinh môn và vũ hóa môn chúng ta đồng khí tương liên. Hơn nữa đây là luận bàn nếu như sử dụng sát thủ làm phương hàn bị thương thì rất khó ăn nói với vũ hóa môn nhị sư huynh tàng uy nói mà phương hàn còn chưa sử dụng hoàng tiền đồ cũng có thể là hoàng tiền đồ của hắn hoàn toàn không thể dùng mà thôi chỉ là một thứ pháp bảo bị hư hoại vu thiên hóa hừ lạnh một tiếng hừ tinh diệt tà ngươi cho rằng điều động lực lượng của tinh tú là có thể thắng được ta sao quá ngây thơ rồi bổn mạng phù lục hóa hư đan Phương Hàn ở giữa những làn sóng của lực lượng tinh tú đột nhiên bộc phát. Lực lượng của 90 loại bồn mạng thần thông một lần nữa áp xúc lại. Một khỏa kim đan hư ảo hiện ra, lơ lửng giữa trời, khỏa hư đan này lớn cỡ đầu người. Trên mặt có ma thần, tiên nhân, hỏa diễm, sóng biển, lôi vân, long hổ, nhật nguyệt, cuồng phong, huyết anh, thần anh, ma quỷ ngũ hành, tiên ma hai đạo đều ẩn chứa trong đó. Còn có những lỗ đen những đường nét đen kịt đại biểu cho đại thôn phệ thuật và đại thiết cắt thuật. Đương nhiên, trong đó còn có khoảng chừng 20 loại thần thông tinh tú đang vận chuyển. 20 loại thần thông này sinh ra một luồng lực lượng. Rõ ràng bắt đầu khống chế động thiên của quần tinh môn. Ba lý ba lạp, khắp nơi đều lấp lóe lôi điện, tiếng tù và, tiếng chống trận vang lên như đang ở chiến trường, rung động cả không gian. Lực lượng tinh tú đang áp bách phương hàn, lực lượng động thiên, toàn bộ đều giải tán thậm chí nguyên thần tinh quang thể của Tinh Diệt Tà cũng bị chấn khai. Trên chiến thương xuất hiện những vết nứt. Hư đan, nửa bước vào Kim đan. Tinh Diệt Tà cả kinh. Hắn biết rõ là nếu Phương Hàn thật sự ngưng kết thành Kim đan thì hắn chắc chắn không phải là đối thủ. Có điều, cho dù không phải là Kim đan, chỉ là hư đan nhưng uy lực cũng to lớn đến mức kinh người. Cũng may biến hóa ra hư đan thì cần phải tiêu hao đại lượng nguyên khí. Duy trì liên tục không được bao lâu, với pháp lực của phương hàn khẳng định chỉ có thể duy trì được một lúc mà thôi thế là hắn lại thi triển ra huyền công lại một lần nữa điều động lực lượng tinh tú tiếp tục áp chế phương hàn dưới sự điều động của hắn động thiên phát ra một tiếng nổ lớn vô số tinh quang bay ra tạo thành một tòa tinh sơn từ trên đầu phương hàn mạnh mẽ đè ép xuống đại sơn áp đỉnh muốn đánh cho hư đan của phương hàn trở về nguyên hình phù lục làm cho phương hàn nhục trí mà thất bại một tòa tinh sơn to lớn mạnh mẽ đè ép xuống loại uy thế này quả thực là vô cùng khủng bố song phương đều chỉ đơn thuần sử dụng lực lượng vô cùng mãnh liệt dùng cương đối cương lúc này chỉ so sánh xem thực ai có thần thông mạnh mẽ hơn pháp lực của ai quảng đại hơn khí tức của ai dài hơn thì người đó là kẻ chiến thắng cuối cùng mắt thấy tinh sơn từ trên đỉnh đầu hạ xuống ánh mắt của phương hàn lộ ra một tia tàn khốc vui vẻ tựa hồ hết thảy đều nằm trong tính toán của hắn lại có vẻ như đang chuẩn bị thi triển bí pháp liều mạng. Hắn mở miệng ra, một luồng nguyên khí vọt ra, cổ nguyên khí này vô cùng tinh khiết, giặt rào tiên khí, hợp thành hư ảnh của một con rồng, ẩn ẩn có sự huyền bí của tiên giới trong nó. Đây là nguyên khí mà hắn vẫn một mực tích góp mỗi ngày. Nguyên khí tiên giới, nguyên khí tiên giới, làm sao mà nhiều như vậy? Chẳng những tinh diệt tà, sáu đại chân truyền đệ tử, mà ngay cả di tinh trưởng lão tinh phạt trưởng lão thấy được một màn này đều thất kinh tinh phạt trưởng lão cả kinh nói cái này một lần phun ra lượng nguyên khí tiên giới lớn như vậy quả thực là vượt xa chúng ta trên người hắn hẳn là có một bảo vật có thể thu thập nguyên khí của tiên giới có lẽ là tàn phiến của thượng cổ tiên khí có thể là diệu dụng của hoàng tiền đồ có điều hắn che giấu vô cùng tốt khó có thể nhìn ra như vậy thì cũng có thể lý giải tại sao hắn có thể luyện chế đại lượng nguyên anh đan dù sao thì mỗi lần chúng ta thu được nguyên khí tiên giới đều dùng để rèn luyện thân thể cân nhắc quy tắc thiên địa hao phí rất lớn căn bản không còn thừa để luyện chế pháp bảo đan dược có phá bảo này chẳng khác nào có được một con rối trường sinh bí cảnh mỗi ngày đều giúp hắn hấp thụ nguyên khí của tiên giới di tinh trưởng lão ngưng trọng nói nếu như người bình thường có được cây thế giới thì nhất định sẽ bị người khác nhìn ra nhưng phương hàn tu luyện thanh đế mộc hoàng công che giấu được khí tức của nó, cho dù là cao thủ trường sinh bí cảnh cũng khó mà nhìn thấu được. Trừ phi dùng pháp lực cường hoành tiến vào trong thân thể hắn dò xét thì mới có thể phát hiện. Hắn xuất ra nhiều nguyên khí tiên giới như vậy, chẳng lẽ muốn ngưng tụ kim đan? Đột nhiên, Tinh phạt trưởng lão mở to hai mắt nói, như thế nào lại liều lĩnh như vậy? 90 loại thần thông muốn ngưng kết thành kim đan thì cần lượng nguyên khí lớn đến mức nào? Bao nhiêu này vẫn còn xa mới đủ. Vốn Phương Hàn phun ra lượng nguyên khí tiên giới lớn như vậy. Đem tất cả nguyên khí mà hắn đã tích góp bao nhiêu lâu nay phun ra hết. Thậm chí mấy quả thần thông ở trên cây thế giới trong mi tâm của hắn cũng nổ tung. Hóa thành nguyên khí chảy vào trong hư đan của hắn. Hơn nữa, máu huyết của hơn một ngàn tu la, bạch mao phi cương, đại A tu la trước giờ vẫn chứa đựng trong hoàng tiền đồ. Dùng hoàng tiền thánh thủy để tẩy luyện cho tinh thuần cũng được phóng thích ra. Dũng mãnh tiến vào trong hư đan. Lần này, hư đan của hắn phát ra ánh sáng mãnh liệt, giống như một mặt trời tàn mát ra ánh sáng chói lòa. Nhiệt lượng hừng hực, trong nháy mắt cả tòa Tinh Sơn bị hòa tan đi vào trong hư đan. Tất cả lực lượng của Tinh tú đều bị 20 loại thần thông trong hư đan của hắn hấp thu hết toàn bộ. Hắn làm sao có thể thu nạp được lực lượng Tinh tú của Động Thiên Quần Tinh môn chúng ta? Hắn tu luyện thần thông Tinh tú nào vậy? Hình như chuyên môn khắc chế thần thông của quần tinh môn chúng ta. Thật là cổ quái tinh phạt trưởng lão thấy một màn này thì giật mình đứng bật dậy đây là thân thể hư vô của di tinh trưởng lão cũng thoáng rung động loại thần thông tinh tú này hắn chăm chú quan sát tựa hồ muốn nhìn thấu vào bên trong hư đan trói lòa của phương hàn thấy rõ sự huyền bí trong đó nhưng hư đan của phương hàn càng ngày càng sáng trói lực lượng càng lúc càng lớn trừ khi hắn vận dụng pháp lực cường hoành đi vào trong bằng không không cách nào xem thấu được nhưng mà vận dụng pháp lực là phá hủy cuộc chiến, truyền ra ngoài sẽ mang tiếng ỉ lớn hiếp nhỏ, ảnh hưởng đến danh tiếng của quần tinh môn, huống chi hiện nay quần tinh môn và vũ hóa môn đang hợp tác với nhau. Kỳ thật lực lượng mà Phương Hàn chính là của thần thông chúng tinh vô cực thư. Từ khi tinh chủ xem thấu được ảo diệu của thần thông này, truyền thụ cho hắn thì hắn vẫn một mực nghiên cứu. Tu luyện, hư đan của Phương Hàn càng ngày càng sáng chói, khí tức càng ngày càng mênh mông mãnh liệt, lực lượng tinh tú gì đều bị hắn hấp thu hết toàn bộ. Tất cả đều truyền vào trong chúng tinh vô cực thư, sau đó lại được vô cực thử nhả ra, làm dịu các thần thông tinh tú khác, các loại thần thông tinh tú như tinh sa luyện lôi cương, luyện tinh chảm ma đao, đại diệt lưu tinh vũ, bắt đầu đại thủ ấn, tinh vương hàng thế quyết, tất cả đều tăng tiến không ngừng. Lực lượng động thiên do tinh diệt tà điều động căn bản không thể tạo thành uy hiếp gì đối với Phương Hàn bởi vì thần thông chúng tinh vô cực thư chính là đạo thuật của vô cực tinh cung khổng lồ ở một nơi sâu thẳm trong vũ trụ chính là khắc tinh của đạo thuật quần tinh môn hoặc có thể nói là ngọn nguồn của đạo thuật quần tinh môn chỉnh bởi vì thế khi tinh chủ chứng kiến thần thông chúng tinh vô cực thư này thì bị dọa nhảy dựng lên thậm chí còn có chút thất thố nữa chiếm được pháp quyết này tinh chủ thậm chí còn hao phí cả ngàn năm thọ mệnh để suy đoán tìm hiểu được ảo diệu của nó phương hàn phỏng chừng là cuối cùng tinh chủ vẫn không thể suy tính ra hết toàn bộ nên mới phải bế quan khổ tu hoặc là cùng với các thái thượng trưởng lão của quần tinh môn suy tính nghiên cứu huyền bí của môn thần thông vô thượng này có điều chuyện này cũng không có mấy ý nghĩa với hắn chờ sau khi tiến vào trường sinh bí cảnh rồi hãy tính bước vào trường sinh bí cảnh trọng tu thần thông chúng tinh vô cực thư có nhiều khả năng sẽ bỏ đi sau này sẽ đem thần thông này tách ra phong ấn lên một kiện pháp bảo Luyện chế ra một kiện bổn mạng pháp bảo, hạch tâm của hắn là thần thông ngũ đế đại ma. Sau này mở ra hoàng tiền bảo khố, tìm được 99 loại thần thông vô thượng của hoàng tiền đại đế. Bộ Luân hồi ma công rồi tu luyện mới là lựa chọn đúng đắn nhất. Mỗi một tu sĩ trường sinh bí cảnh sau khi trọng tu thần thông đều luyện chế một kiện bổn mạng pháp bảo, đem những thần thông dư thừa của mình phong ấn lại trong pháp bảo. Tăng cường uy lực, Phương Hàn sớm đã tính toán hết toàn bộ Chờ sau khi bản thân tu luyện tới trường sinh bí cảnh sẽ tế luyện bát bộ phù đồ làm bổn mạng pháp bảo của mình. Đem những thần thông vô dụng phong ấn vào trong đó. Hoàng tuyền đồ mặc dù tốt nhưng dù sao cũng không phải là do hắn luyện chế. Vẫn có chút vướng mắc huống chi sâu trong thâm tâm của Phương Hàn vẫn có một chút không tin tưởng Diêm. Cũng không phải bởi vì Diêm có cái gì không đúng, mà là tu luyện một đảo, thì phải tự mình vượt qua con đường trông gai, lấy ngã làm hạch tâm ngoài bản thân ra cũng không có gì cả. Trời đất lấy bản thân làm hạch tâm, không thể ỷ vào ngoại vật, một khi ỷ lại sẽ mất đi khả năng khai sáng độc lập. Vậy là xong rồi, mỗi một đại thần thông đều có quyết tâm cùng chủ ý của mình. Nếu không thì sẽ không thành được đại sự, lấy ta làm tâm, kim đan ngưng tụ, thiên địa bởi vì ta mà tồn tại, nhật nguyệt vì ta mà vận hành, phong vân vì ta mà dao động, kim tính bất hủ, thiên cổ trường tồn, phương hàn phát ra thanh âm uy nghiêm. Giờ khắc này, trời đất đều vì hắn mà dao động. Bốn phía tràn ngập thanh âm của hắn, tựa hồ muốn đột phá hư không, truyền đến những nơi tận cùng nhất trong vũ trụ, làm cho tất cả tồn tại trong vũ trụ này đều biết là hắn sắp luyện thành kim đan. Có kim đan ẩn chứa 90 loại thần thông, vô luận là nhiên đăng cổ Phật tán, nguyên thần tinh quang thể, bất phôi kim thân của Tinh Diệt Tà đều hoàn toàn bị áp chế. Bức cho liên tiếp lui về sau áp lực do kim đan của Phương Hàn tỏa ra thậm chí còn ép hắn rơi xuống đất. Tưởng như muốn bắt hắn phủ phục dưới mặt đất, cúng bái, ngừng tu kim đan sao, tinh diệt tả đâm ra một thương, nhưng vô ích, nhiên đăng cổ Phật tán phát ra kim quang, vô ích, lần nữa lại điều động lực lượng của động thiên, vẫn vô ích, thân thể hắn giống như một con rùa đen, bị áp lực đè ép co rút lại, cả nguyên thần tinh quang thể cũng bị ép rút vào trong cơ thể. Quất ức vô cùng. Hắn chưa bao giờ trải qua sự uất ức như bây giờ. Ta cũng không tin là ngươi lại có nhiều nguyên khí như vậy. Có thể ngưng luyện 90 loại thần thông thành kim đan. Cho dù như vậy thì ta cũng phải phá tan của ngươi. Nhiên đan tịch diệt, 500 vạn thiên ma, tịch diệt cho ta. Tại thời khắc này, Tinh Diệt ta biết rằng bản thân hắn dù có thất bại thì Phương Hàn cũng sẽ không làm gì hắn. Nhưng mà hắn không chịu được uất ức, nhân vật như hắn sao có thể chấp nhận cúi mình như vậy? Thế là rốt cuộc hắn lại thi triển ra một chiêu cường đại nhất của mình. Đem 500 vạn thiên ma ở trong nhiên đăng cổ Phật tán toàn bộ tịch diệt. Tuy có hơn vạn thiên ma trong đó đã bị đánh chết nhưng cũng chỉ như một sợi lông trên chín con trâu. Không ảnh hưởng gì đến đại cục, dưới ánh đèn của cổ vân Phật, thiên ma đông nghịt biểu lộ ra thần sắc thành kính, ngồi ngay ngắn xung quanh khí linh cổ Phật, không ngừng ngâm sướng các loại kinh văn. Sau đó thân thể bắt đầu thiêu đốt, cổ Phật tán là một kiện đạo khí trung phẩm đạo khí, có ẩn chứa không gian trong đó, cũng không phải như ngũ ngục vương đỉnh, chỉ có thể dung nạp vô hình thiên ma, trong 500 vạn thiên ma trong cổ Phật tán có cả ma vương trong đó. Khi những ma vương này thiêu đốt thân thể, tịch diệt đi thì sinh ra một cổ lực lượng vô cùng cường đại. Một cổ lực lượng hủy diệt khổng lồ sinh ra, từ trong nhiên đăng cổ Phật tán bạo phát đi ra, lập tức tạo ra một tràng cảnh khủng bố. Không có bất cứ từ ngữ gì có thể mô tả được tràng cảnh khủng bố lúc này. Nguyên khí không đủ sao? Đúng lúc này, tất cả nguyên khí mà Phương Hàn tích lũy đã tiêu hao hết. Không còn, nhưng mà kim đan vẫn chưa ngưng tụ thành. Hắn lại cảm giác được tinh diệt tà lại thôi động một loại pháp môn khủng bố khác. Có điều, hắn sớm có chuẩn bị. 451 đầu hắc thủy vương xà. Nổ cho ta, tâm niệm Phương Hàn vừa động. Toàn bộ hắc thủy vương xà đang ngâm mình trong vong tình thủy đồng loạt nổ mạnh. Máu huyết, nguyên khí toàn bộ bị hút ra truyền vào trong hư đan của Phương Hàn, hắn sớm có chuẩn bị rồi. Mấy trăm đầu Hắc thủy vương xà này ngâm mình trong vong tình thủy, đã sớm tẩy luyện hết mọi tạp chất, khu trừ đi tất cả những tia tinh thần dị chủng. Phương Hàn vì nguy cơ trước mắt nên mới lấy chúng là nguồn cung cấp nguyên khí giúp hắn ngưng luyện kim đan. 451 đầu Hắc thủy vương xà đều là yêu thú thần thông bí cảnh, giao, thậm chí có vài con hiểu được biến hóa của âm dương tương đương với tu sĩ tầng thứ tư thần thông bí cảnh. Âm dương cảnh, một thân pháp lực cực lớn. Nếu như đem toàn bộ bọn chúng đến đại huyền đế quốc để đấu giá thì giá trị cũng không kém gì niết bàn đan. Phương Hàn khiến cho bọn chúng toàn bộ nổ mạnh. Tất cả pháp lực, nguyên khí, máu huyết hóa thành một con huyết long bay thẳng vào trong hư đan của hắn. Suy, thật giống như một tòa hỏa diệm sơn bị người ta dưới mỡ lên. Hư đan của Phương Hàn tỏa ra tinh quang sáng chói hóa thành những mũi nhọn thực chất, cả động thiên của quần tinh môn tràn ngập quang mang chói mắt. Bất luận là ai cũng không thể nhìn thẳng vào đó được. Tịch diệt lôi, phanh, khi hư đan của Phương Hàn tỏa ra những mũi nhọn sắc bén. Thì bình địa bên dưới nổi lên một tòa kim sơn. Trên tòa kim sơn này có những luồng lôi đình thô, to quấn quýt, không phải lôi đình bình thường mà là một loại kim lôi. Là lôi bạo do 500 vạn thiên ma trong nháy mắt tịch diệt sinh ra. Cổ thần lôi này cho dù là cao thủ trường sinh bí cảnh đụng phải nếu như không tránh né, không có pháp bảo chống đỡ thì cũng sẽ bị thương. Đây là đòn sát thủ của đệ nhất chân truyền đệ tử quần tinh môn. Người chỉ còn thiếu một chút nữa là bước vào trường sinh bí cảnh. Sao có thể đơn giản được? Cả tòa Kim Sơn này như một khối thần lôi từ bình địa nổi lên. Rõ ràng có lực lượng sánh ngang với Kim Đan của Phương Hàn. Long thần đan, đúng lúc này, Phương Hàn không chút do dự lấy ra một cái hồ lô trong hồ lô có năm viên long thần đan vốn có chín viên nhưng phương hàn đã dùng một viên cho tinh vân bảo bảo, hắc u vương di thân vương mỗi người một viện hiện tại chỉ còn lại năm viên mà hắn cũng không có dùng hết năm viên này mà làm cho chúng hóa thành đan khí sáp nhập vào trong máu huyết nguyên khí của hắc thủy vương xà hống 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 năm viên đan dược vốn có ẩn chứa long lực trong đó những luồng huyết khí của hắc thủy vương xa hấp thụ được đan khí thì liền biến hòa thành một hư long dài mỏng lại lần nữa bị kim đan hấp thu hống giờ khác này hư đan của phương hàn rốt cuộc đã có được nguyên khí sung túc lại một lần nữa ngưng tục thuế biến thành thật thể trong thoáng chốc này thân thể phương hàn thoáng cái biến mất không thấy đâu không ngờ lại bị hút vào nơi sâu nhất bên trong kim đan một khi kim đan thuế biến tất cả thần thông và thân thể đều trải qua một phen tẩy luyện cuối cùng thọ mệnh tăng lên, thần thông cũng trở nên linh hoạt hơn. Cao thủ sau khi ngưng luyện thành kim đan thì càng nhiều thần thông thì thọ mệnh sẽ càng cường đại. Lúc này Phương Hàn có 90 loại thần thông, toàn bộ đều hòa nhập vào trong thân thể, người trong kim đan, kim đan ở trong người, trở thành một loại tồn tại kỳ diệu, toàn bộ các loại lực lượng hòa tan vào trong nhục thể của hắn. Hợp thành một thể, hắn có cảm giác được tuổi thọ của bản thân nhất định là hơn 9.000 tuổi bởi vì hắn loáng thoáng cảm giác được hạn chế của vạn năm nhục thể của hắn cùng kim đan giao hòa lại trở nên cường đại mạnh mẽ tới một cảnh giới ghê người mỗi một tấc da thịt căn cơ cốt cách đều biến hóa kinh người thậm chí mỗi một sợi lông tóc trên người hắn đều có lực lượng to lớn nếu có người lấy được lông tóc của hắn trải qua tế luyện thì cũng có thể trở thành một bảo khí phi châm có lực sát thương cực mạnh một giọt mồ hôi trên người hắn cũng là thủy hoàng cương khí vô cùng chân quý sau khi thân thể hắn bị kéo vào trong kim đan thì kim sơn bên dưới cũng bay lên. Lôi điện nổ mạnh, tạo ra một chấn động mãnh liệt nhưng không có bất kỳ tác dụng gì. Vụ nổ truyền đến kim đan thì liền tán đi, không có chút ảnh hưởng gì đến khu vực hạch tâm, bởi vì kim đan đã không phải là hư đan, mà là kim đan chân thật. Phương Hàn đã chính thức bước vào tầng thứ bảy thần thông bí cảnh. Kim đan cảnh, trở thành một tiểu đầu sỏ. Hơn nữa kim đan của hắn ẩn chứa 90 loại thần thông đạt tới giới hạn của đầu sỏ vạn năm. Nếu như hắn chỉ ngưng kết thành kim đan có 56 loại thần thông thì tịch diệt lôi còn có thể làm hắn tổn thương. Ảnh hưởng đến việc kết đan của hắn. Nhưng hiện tại thì không có khả năng. Oanh long long, tịch diệt lôi bạo tạc xong mà kim đan vẫn không có chút sứt mẻ gì. Phương Hàn đột nhiên từ bên trong bay ra. Kim đan áp xúc lại. Tiến nhập vào trong đầu hắn. Toàn bộ áp lực lên người hắn đều biến mất nhưng mà toàn bộ những người ở đương trường đều cảm giác được sự khủng bố của hắn. Giống như đang đối mặt với một đầu sỏ muôn đời. Sâu trong nội tâm có một cảm giác không có cách nào chiến thắng được Phương Hàn. Tinh diệt tà, ngươi còn không chịu nhận thua đi. Phương Hàn bước lên một bước nói. mươi 329. Thực lực, Kim Đan. Phương Hàn đã luyện thành Kim Đan. Hơn nữa là Kim Đan có tới 90 loại thần thông. Kim Đan do 90 loại thần thông hợp lại tạo thành. Vạn năm cũng không có được một người, muốn ngưng kết kim đan ẩn chứa 90 loại thần thông thì khó khăn đến mức nào. Chỉ riêng nguyên khí cung cấp thôi đã không có rồi, mấu chốt là thần thông càng nhiều thì nguyên khí càng hỗn loạn. Cần phải có đại trí tuệ, đại định lực mới có thể kiểm soát được, hơn nữa thần thông càng nhiều thì càng khó đột phá cảnh giới. Mỗi một loại thần thông mặc dù là đại pháp lực đều có một tầng chướng ngại, thần thông càng lớn thì chướng ngại càng sâu đã từng có thượng cổ tu sĩ đưa ra lý luận rằng thần thông không trọng yếu thậm chí đưa ra lý luận vớ vẩn rằng không cần tu luyện thần thông có điều thần thông càng nhiều thì càng khó đột phá cảnh giới đúng là sự thật phương hàn có thể luyện thành kim đan có thể nói là đã cướp đoạt tạo hóa thiên địa hiểu được biến hóa của thiên địa ảo diệu của tiên ma tham ngộ quy tắc của vũ trụ có chút lĩnh ngộ đối với con đường tu hành của bản thân sau này loại bỏ được các chướng ngại dũng mãnh tinh tiến Trước kia, Phương Hàn muốn trước luyện thành kim đan rồi mới luyện hóa cửu quỷ nguyên thần. Như vậy cũng đã có lực lượng quét ngang hết tất cả cao thủ thần thông bí cảnh. Có hy vọng chiến thắng được hoa thiên đô, mà bây giờ hắn lại luyện hóa cửu quỷ nguyên thần trước rồi mới luyện thành kim đan. uy lực càng thêm mạnh mẽ, hai cái này, một trước một sau, nhưng bản chất hoàn toàn khác nhau. Hiện tại hắn có 90 loại thần thông đều là bổn mạng thần thông. Cùng hóa nhập với tính mạng của bản thân thần thông ma đạo cường đại của quỷ đế bị hắn dung hóa vào trong máu thịt của bản thân ma khí cũng bị hắn dùng định lực của mình hàng phục chuyển ma thành đạo pháp lực đã tiếp cận tới mức ức nhất nhân nhất long một chữ ức lúc này hắn mặc dù là cao thủ tầng thứ bảy thần thông bí cảnh kim đan cảnh nhưng pháp lực đã cường hoành tới mức có thể so sánh với cao thủ đỉnh phong tầng thứ mười thần thông bí cảnh kế tiếp hắn chỉ cần tiếp tục lĩnh ngộ là có thể vượt qua tầng thứ tám phong hỏa đại kiếp tầng thứ 9 thiên địa pháp tướng, tầng thứ 10 nghịch thiên cày mệnh, hiện tại cho dù là cao thủ tầng thứ nhất trường sinh bí cảnh. Đầu sỏ muôn đời cũng không thể giết được hắn, hắn hoàn toàn có thể thoát được, có gặp phải ma hoàng cũng có thể thong dong tự nhiên như hoa thiên đô, vừa xảy bước ra, tốc độ phương hàn đột nhiên gia tăng gấp mấy lần. Giờ khác này, hắn đã gần tiếp cận với lực lượng của cao thủ trường sinh bí cảnh. Đầu sỏ muôn đời mặc dù không có loại lực áp bách như của đầu sỏ muôn đời. Nhưng vẫn có một loại khí tức uy nghiêm, quân lâm thiên hạ, bá đạo thế giới, tinh diệt tà mở to hai mắt nhìn trừng trừng. Phương Hàn vừa xài bước ra một cái đã tới trước mặt tinh diệt tà. Kim quang do nhiên đăng cổ Phật tán phát ra bảo vệ tinh diệt tà không ngừng phân liệt. Mặc dù cái này là một kiện trung phẩm đạo khí nhưng sau khi 500 vạn thiên ma thành kính tịch diệt đi thì uy lực yếu đi rất nhiều. Căn bản không đỡ nổi một kích của Phương Hàn một quyền của phương hàn sắp đánh lên người tinh diệt tà trên mặt tinh diệt tà hiện ra vẻ quyết đoán thân mình co rụt lại nguyên thần tinh quang thể rút vào trong thân thể sau đó bật ra một tiếng hòa quyện cùng với bất phôi kim thân đánh ra một quyền đón đỡ lực lượng tinh tú trong động thiên của quần tinh môn điên cuồng hội tụ lên người hắn một lần nữa hắn lại điều động lực lượng của động thiên nhưng vẫn chỉ là uổng công hai quyền đụng nhau thân thể phương hàn hơi sao động một chút mà tinh quang toàn thân tinh diệt tà liên tiếp nổ mạnh cả người hắn giống như pháo hoa trực tiếp văng ra ngoài lướt đi mấy trăm dặm đụng vào một ngọn núi mới dừng lại sắc mặt có chút tái nhợt phương hàn đứng giữa không trung khí tức uy nghiêm như hàng tinh chiếu giỏi như nhật nguyệt trên trời làm cho người ta cảm thấy áp lực trầm trọng hắn lại một lần nữa bước đi thoáng cái xuất hiện trước mặt sáu đại chân truyền đệ tử ở đằng xa một trưởng dáng xuống ô tử hư hoa vũ mị vu thiên hóa tàng uy còn có hai cao thủ đã vượt qua phong hòa đại kiếp tất cả đều thất kinh đồng thời quát lớn phóng ra pháp bảo thần thông chống đỡ nhưng mà phương hàn chỉ cần nhấn xuống một chút toàn bộ thần thông pháp bảo của bọn họ đều bị đánh tan sáu người rơi xuống đất có điều phương hàn cũng không có ý làm bọn họ bị thương hắn vung tay áo lên một cổ lực lượng nhu hòa nâng bọn họ lên đưa đến bên người tinh diệt tà chư vị ta mới luyện thành thần thông, chưa kiểm soát được hoàn hảo. Kính xin chư vị thứ cho, tinh diệt tà đạo hữu trận chiến của chúng ta đến đây là rừng. Được chứ, Phương Hàn đứng giữa không trung hai tay chấp lại, nhìn tinh diệt tà đang vận động pháp lực, hóa giải nội thương. Lần này hắn cũng không có ra tay ác độc, dù sao thì hắn vẫn đang ở trong quần tinh môn. Hạ độc thủ đối với đệ tử của quần tinh môn là chuyện tuyệt đối không được. Huống chi, giờ phút này Phương Hàn còn muốn lôi kéo bọn họ lần này chỉ là biểu hiện ra thực lực của mình mà thôi. Pháp lực của người này thật là kinh khủng, rõ ràng đồng thời đánh bại cả sáu người chúng ta. Vu Thiên Hóa ổn định lại thân thể đang run rẩy của mình. Mặc dù không có bị thương nhưng hắn cũng cảm giác được hành vi khiêu khích Phương Hàn lúc nãy của mình nguy hiểm như thế nào. Hắn hiện tại đã luyện thành kim đan, chỉ xét thực lực mà nói đã có thể xếp vào một trong ba hạng đầu trên trường sinh dự khuyết bảng. Không biết sau này khi hắn và Hoa Thiên Đô giao thủ sẽ thế nào hiện tại không ai được động thủ, cứ theo lời ta nói mà làm. Tinh diệt ta nói, chúc mừng Phương Hàn đạo hữu đã luyện thành kim đan. Kim đan có 90 loại thần thông, quả thật là xưa nay hiếm có. Có điều thần thông càng nhiều thì chướng ngại càng nhiều. Sau này khi tiếp tục bước đi trên con đường tu đạo, sẽ phải đối mặt với phong hòa đại kiếp. Thần thông càng cao thì phong hòa đại kiếp càng khủng bố. Nếu như không thể vượt qua được thì tất cả tu vi đều hóa thành bọt nước. Tinh diệt tà bay lên ánh mắt lưu truyền nói lần này ta đã thua một chiêu tự nhiên sẽ thực hiện lời hứa không làm chân truyền đệ tử nữa mà truyền thành trưởng lão cũng không cần phải như vậy phương hàn khẽ mỉm cười nói kỳ thật chuyện nội bộ trong quần tinh môn ta không có ý nhúng tay vào có điều kiếp nạn sắp giáng xuống giới tu đạo chúng ta có chút hỗn loạn chúng ta cần phải liên hợp lại chứ không phải trở thành kẻ thù tinh diệt tà đạo hữu cần vong tình thủy ta cũng sẽ không keo kiệt nhận lấy đi về phần linh phù xuất nhập ngũ hành địa thì lần này ta tới quần tinh môn một phần cũng là vì việc thương lượng tổ chức đội chấp pháp tinh anh đệ tử. Giữ gìn an bình của tiên đạo, có điều nhóm chấp pháp tinh anh đệ tử này đều phải là cao thủ có tu vi thâm sâu. Cho nên ta nguyện ý xuất ra linh phù, cùng đi ngũ hành địa tu luyện. Về phần Tinh Vân bảo bảo, ta tuy là đại ca của hắn nhưng cũng không muốn nuông chiều làm hư hắn. Nếu như ngươi thoái lui khỏi việc tranh đoạt chức vị trưởng môn, sau này hắn phát triển thuận buồm xuôi gió, không có áp lực thì cũng không phải là chuyện tốt. cũng giống như ở vũ hóa môn chúng ta, chính bởi vì ta có ước hẹn quyết đấu với hoa thiên đô nên mới có thể tu luyện nhanh như vậy. cho nên vì quần tinh môn, vì tinh vân bảo bảo, ngươi cũng không nên từ bỏ chân truyền đệ tử trở thành trưởng lão. một luồng hơi nước màu vàng bay ra, trực tiếp phóng tới trước mặt tinh diệt tà, vòng tình thủy, tinh diệt tà mừng rõ vội vàng lấy một cái hồ lô thu lấy toàn bộ có nước này chuyện ta đột phá trường sinh bí cảnh lại thêm chắc chắn hơn tâm lý chán trường bởi vì thua trong tay phương hàn đã bị quét sạch vong tình thủy là thứ mà ngay cả thiên hình trưởng lão cũng muốn để rửa sạch nguyên khí có thể phụ trợ hắn tu luyện bất từ chi thân năm đó hoàng tiền đại đế có thể luyện tới tầng thứ 10 trường sinh bí cảnh phần lớn cũng là nhờ vào lực lượng của vong tình thủy về chuyện lập đội chấp pháp đệ từ thật sự quá trọng đại có điều đạo hữu lại sẵn sàng chia sẻ ngũ hành địa thì thật là tốt quá như thế này đi chờ ta bẩm báo với trưởng giáo trí tôn thương lượng với các trưởng lão rồi sẽ trả lời sau tinh diệt ta nhận được vong tình thủy thì tâm tình rất tốt dù sao đối với người tu đạo ân oán vinh nhục đều không có trọng yếu bằng việc tu luyện tới trường sinh bí cảnh vì trường sinh bí cảnh có thể buông bỏ hết thảy ta sẽ ở đây một thời gian chờ cùng các vị thương lượng đúng rồi tinh diệt tà đạo hữu tu luyện thần thông của Phật môn. Mà ta cũng có một ít pháp bảo Phật môn, không biết nên tế luyện như thế nào. Chúng ta có thể cùng nhau trao đổi đạo thuật, đợi đến đại lễ 4.000 năm của linh lung tiên tôn thì cùng đi dâng lễ vật. Phương Hàn rất có hứng thú với nhiên đăng cổ Phật tán của tinh diệt tà. Chủ yếu là khả năng thu được thiên ma, khiến cho những thiên ma hung bạo này trở thành những tín đồ thành kính. Đây quả thực là một loại thủ đoạn nghịch thiên, thiên ma kiệt ngạo bất tuân cho dù Phương Hàn có hoàng tiền đồ cũng chỉ có thể đem bọn chúng tẩy rửa rồi luyện hóa thành đan dược. Khó có khả năng khiến cho bọn chúng trở nên thành kính như vậy. Nếu như học được loại thủ đoạn này, sau này luyện chế pháp bảo cũng có rất nhiều chỗ hữu dụng. Thậm chí có thể dùng để thay đổi kết cấu của ngũ ngục vương đình. Suy nghĩ một chút, nếu như có thể bắt 800 vạn thiên ma bỏ vào trong ngũ ngục vương đình. Lại khiến cho bọn chúng trở thành những tín đồ tận tụy. Trung thành không ngừng cung cấp nguyện lực cho bản thân thì sẽ như thế nào? Phụ trợ chính bản thân tu luyện thì nhất định có thể tiến thêm một bước nữa. Đương nhiên, nguyên khí để nuôi dưỡng 800 vạn thiên ma cũng rất kinh người. Ngay cả tinh diệt tà cũng chỉ có thể nuôi dưỡng được 500 vạn thiên ma. Nhưng mà Phương Hàn có cây thế giới, cũng không phải lo sợ quá nhiều. Lễ mừng thọ của Linh Lung Tiên Tôn, đây là chuyện lớn, tinh diệt tà cũng biết chuyện này. Linh Lung Tiên Tôn lực lượng mạnh mẽ, linh lung phúc địa là nơi tập trung các nữ tu sĩ rất nhiều tu sĩ mong muốn tiến vào trong đó hy vọng có thể kết thành tiên duyên với nữ đệ tử của linh lung phúc địa cùng tìm hiểu tu luyện thành chính quả lần này ta đã chuẩn bị một kiện lễ vật cũng không phải vì muốn kết giao với nữ tu sĩ mà là muốn xin một ít phật quang thảo là sản vật của linh lung phúc địa nếu như có thể có được nó thì ta có thể dùng để tế luyện nhiên đăng cổ phật tán tăng cường uy lực của nó Linh Lung Phúc Địa là phúc địa chân chính, có đủ tất cả các loại kỳ chân dị thảo trên khắp thế gian. Phương Hàn từng đọc qua trong chư thế giới, bên trong có ghi lại khá chi tiết về nội tình bên trong Linh Lung Phúc Địa. Sau khi Tinh Diệt Tà tiếp nhận vong tình thủy của Phương Hàn xong thì rất nhiều trưởng lão quan sát thở dài một hơi. Phương Hàn này cũng không phải là kẻ muốn gây sự. Tinh phạt trưởng lão gật đầu, vong tình thủy thật sự rất kỳ diệu, ta cũng muốn thử qua một chút đối với việc tu luyện thành bất tử chi thân của ta cũng có trợ giúp nhất định. Xem ra ta cũng nên tranh thủ cơ hội lấy một ít vong tình thủy của Phương Hàn. Ta lại không quan tâm chuyện này, ta chỉ muốn hỏi hắn rốt cuộc là tu luyện loại thần thông tinh tú gì. Rõ ràng có thể khắc chế thần thông của quần tinh môn chúng ta. Đã luyện thành bất tử chi thân, bắt đầu tham ngộ sự huyền bị của vũ trụ. Di tinh trưởng lão đã bị thần thông mà Phương Hàn thi triển ra để hấp thu lực lượng của quần tinh tạo nên một ấn tượng sâu sắc. Với tu vi của hắn, có thể di động các tinh cầu, bố trí đại trận, liền có thể cảm giác được thần thông mà Phương Hàn sử dụng vô cùng ảo diệu. Chương 330, Đại phổ độ Thiền quang. Đúng vậy, hắn tu luyện thần thông về tinh tú, cũng không biết là học được từ đâu. Dựa theo đạo lý thì ở Huyền Hoàng đại thế giới này không có ai có thể thấu hiểu về tinh tú hơn quần tinh môn chúng ta. Cho dù là thay nhất môn cũng không thể sánh bằng. Tinh phạt trưởng lão gật gật đầu có điều xem ra phương hàn muốn liên kết với chúng ta sau này tự nhiên sẽ phải lộ ra bí mật về thần thông này phương hàn vong tình thủy thì không nói thần thông về tinh tú là một bí mật lớn rất đáng giá ta cảm giác được nếu như có thể tìm hiểu được bí mật công pháp của hắn thì quần tinh môn chúng ta nhất định có thể bù đắp những thiếu sót trước đây có thể chống lại vô cực tinh cung di tinh trưởng lão thở ra một hơi nói vô cực tinh cung vô cực tinh cung một ngày kia quần tinh môn chúng ta sẽ hủy diệt nó nói đến vô cực tinh cung tất cả các trưởng lão đều trầm mặc tựa hồ môn phái thần bí ở một nơi xa xôi nào đó cùng quần tinh môn có một mối thù không đội trời chung ở quần tinh môn có rất nhiều trưởng lão đối với thần thông về tinh tú của phương hàn cảm thấy rất hứng thú mà phương hàn thì vẫn không hay biết gì kỳ thật chúng tinh vô cực thư này không thua kém gì thần thông ngũ đế đại ma tu luyện thành có thể lợi dụng lực lượng quần tinh để ngưng tụ ra một quyển sách có thể dung nạp hết thảy có điều phương hàn cũng không chủ tu theo tinh tú đạo hơn nữa đối với con đường này cũng không có lĩnh ngộ gì sâu sắc cho nên không hiểu hết giá trị của thần thông này đối với quần tinh môn nói cách khác hắn có thể dùng thần thông này đổi lấy rất nhiều thứ thậm chí làm cho tinh chủ hao phí thọ mệnh truyền ngàn năm tu vi cho hắn cũng không phải là không được thậm chí còn có thể lấy một kiện đạo khí của quần tinh môn tinh diệt tà đạo hữu chúng ta đã hóa giải mọi chuyện bây giờ nên bàn xem thử sẽ cùng tu luyện như thế nào vừa hay ta có tu luyện một ít thần thông về tinh tú có điều ta cũng không có tinh thông về tinh tú hơn nữa ta còn tu luyện đại nhật hỏa tai của thái nhất môn dựa theo đạo lý thì thái dương cũng là một tinh tú ta nguyện ý đưa ra công pháp tu luyện môn thần thông này cùng đạo hữu nghiên cứu tu luyện phương hàn cũng không hề keo kiệt công pháp tu luyện huống hồ thần thông là của thái nhất môn để cho đệ tử của quần tinh môn tu luyện cũng là một âm mưu nho nhỏ hơn nữa cũng không thể làm cho người ta cự tuyệt được. Công pháp không thể tùy tiện truyền ra ngoài, đệ tử quần tinh môn học xong sẽ truyền ra ngoài, đến lúc đó thì sẽ có xung đột với thay nhất môn. Như vậy là hắn lại có thêm một minh hữu nữa. Hiện tại phương Hàn cũng chỉ có quan hệ hợp tác với quần tinh môn. Muốn cho môn phái này đối phó với thay nhất môn là không có khả năng. Thiên hạ không có người ngu. Quả nhiên, nghe thấy mấy lời này, sắc mặt Tinh Diệt Tà biến đổi một hồi mà rốt cuộc vẫn không nói gì tựa hồ nhìn thấu được ẩn ý đằng sau của Phương Hàn. Nhưng mà cái này thật là quá dụ người đi. Thần thông tam tai cửu nạn của Thái Nhất Môn. 12 huyền môn đã vang danh từ Thái Cổ. Sở hướng vô địch, mạnh nhất là mặt nhật thiên tai. Điên đảo càn khôn, dùng động vũ trụ, đại nhật hỏa tai theo đạo lý cũng là một môn thần thông về tinh tú. Nếu như tinh diệt tà học xong dù cho không tu luyện thành. Chỉ cần tìm hiểu cũng sẽ thu được lợi ích rất lớn cho bản thân. Có lẽ thật có thể tìm hiểu lĩnh ngộ thêm một chút cho con đường tu luyện của bản thân, góp phần giúp hắn thêm vững bước tiến vào trường sinh bí cảnh, trở thành đầu sỏ muôn đời, nghĩ nghĩ rồi hắn cũng cắn răng nói, công pháp thay nhất môn quả thật rất huyền diệu, ta sớm đã muốn nghiên cứu, nếu như đạo hữu không chê thì kính xin chỉ giáo. Được thôi, được thôi, chúng ta vào trong đan phòng nói chuyện. Phương Hàn mừng thầm trong lòng, thân thể dần dần hạ xuống, hắn hạ xuống ngọn núi của Tinh Vân Bảo Bảo, tiến vào trong đan phòng, tinh diệt tà hóa thành một đạo tinh quang bay vào trong thì đã nhìn thấy Tinh Vân Bảo Bảo đang ngồi ở bên cạnh lò đan. Bộ dạng múp míp ngủ gà ngủ gật, nhưng hắn để tâm xem xét thì giật mình bởi vì bên trong người Tinh Vân Bảo Bảo dường như ẩn chứa lực lượng thần bí nhất là thân thể. Trong mỗi lỗ chân lông đều phun ra điểm điểm tinh quang. Loáng thoáng trên đỉnh đầu có một quyển sách được ngưng kết từ lực lượng tinh tú không ngừng lật qua lật lại quyển sách mờ ảo này lại loáng thoáng làm cho hắn cảm thấy được một sự áp chế sinh ra từ sâu trong lòng. Đây là thần thông gì? Ta từng xem qua toàn bộ điển của quần tinh môn. Tất cả các loại thần thông vô thượng ta đều biết hết nhưng lại chưa từng thấy qua thần thông loại này, không ngờ có thể áp chế được công pháp của ta. Tinh diệt tà thầm rung động trong lòng. Tinh diệt tà đạo hữu Đây là phương pháp tu luyện đại nhật hỏa tai của thái nhất môn. Ngươi nhìn qua đi. Mà ta thì rất hứng thú không biết làm sao mà đạo hữu có thể khiến cho thiên ma hàng phục. Không biết đạo hữu có thể chỉ điểm cho ta một chút hay không? Trong tay Phương Hàn bay múa ra một luồng Thái Dương chân hỏa, bên trong có rất nhiều kinh văn chạy nhảy, nhưng tất cả đều không có bay ra ngoài. A, à, thì ra đạo hữu cảm thấy hứng thú với cái này. Nghe lời của Phương Hàn thì Tinh Diệt Tả lại thở ra một hơi. Nếu như đạo hữu muốn hỏi ta công pháp của quần tinh môn thì ta không thể nào lộ ra được đây là môn quy nhưng mà loại công pháp này là của viễn cổ phật môn là một môn vô thượng thần thông ta nhờ có được nhiên đăng cổ phật tán mới có thể lĩnh ngộ được nó cũng không có ở trong môn quy nhiên đăng cổ phật tán là đạo khí ta nhặt được trong một lần đi thám hiểm có điều loại thần thông phật môn này cực kỳ khó tu luyện ta đã nhiều lần tu luyện không thành có thể luyện hóa thiên ma là nhờ vào cổ phật tán chúng phải ánh sáng do cổ phật tán chiếu lên thì dù cho ma vương cũng sẽ quy phục Loại thần thông vô thượng này gọi là phổ độ thiên quang. Nếu như đạo hữu nhất định phải tu luyện thì ta có thể đưa cho đạo hữu để tìm hiểu. Trong lúc nói chuyện, hắn từ lấy từ trong lòng ngực ra một ngọc giản, đem thần thông truyền vào trong ngọc giản sau đó ném về phía Phương Hàn. Phương Hàn đưa tay tiếp lấy, dùng thần thức đảo qua liền nhìn thấy được phương pháp tu luyện. Quả thực không thể tưởng tượng được là hoàn toàn khác con đường tu đạo thuật của tiên đạo và ma đạo. Sau một hồi quan sát trầm mặc, im lặng phương hàn cũng ném phương pháp tu luyện thần thông đại nhật hỏa tai về phía tinh diệt tà lập tức phương hàn và tinh diệt tà đã trở thành bằng hữu song phương đã biến chiến tranh thành tơ lụa sao sao biến chiến tranh thành tơ lụa từ thù địch trở thành bằng hữu dùng phương pháp hòa bình để giải quyết tranh chấp phương hàn dựa vào thực lực của chính bản thân mà thắng được sự kính trọng của tinh diệt tà đồng thời lại cho hắn không ít chỗ tốt tinh diệt tà tự nhiên là không cố chấp nữa thời gian tiếp đó Phương Hàn cùng tinh diệt tà cùng nhau trao đổi đạo thuật. Phương Hàn đem thần thông của thái nhất môn ra để trao đổi. Ngoại trừ đại nhật hỏa tai, hắn còn đem hắc nhật phong tai ra, nói rất chi tiết, rõ ràng, đạo thuật vô thượng của thái nhất môn, uy chấn giới tu đạo có được hai môn thần thông này làm cho tinh diệt tà vô cùng vui vẻ. Cũng giải thích rất cẩn thận huyền bí của đại phổ độ thiền quang cho Phương Hàn. Hai người sau khi đàm luận, trao đổi đều thu được lợi ích rất lớn trải qua trọn vẹn ba ngày ba đêm tinh diệt tà mới thỏa mãn rời đi chờ tinh diệt tà đi rồi vẻ mặt của phương hàn lại trở nên ngưng trọng lẳng lặng suy nghĩ thật lâu cuối cùng trên mặt cũng lộ ra biểu hiện như hiểu được một cái gì đó đại phổ độ thiền quang này rõ ràng là một môn vô thượng thần thông của phật môn đạo thuật của phật môn thật là tinh diệu hôm nay ta mới chân chính hiểu được điều này đạo thuật phật môn quả là bác đại tinh thâm mê hoặc lòng người xứng danh đệ nhất cho dù là nhiếp hồn đại pháp, mê tâm đại pháp cũng không thể sánh bằng, nếu để cho Phật môn đến Huyền Hoàng đại thế giới truyền giáo thì tiên đạo, ma đạo đều không còn đất sống nữa, bởi vì tất cả mọi người trong thế tục đều sẽ tin tưởng vào Phật môn, thậm chí chim thú cũng tin vào Phật, loại đại pháp này chính là vô thượng pháp môn dùng để độ hóa nhân tâm. Vận dụng ý niệm từ bi, dũng khí, nhân nghĩa của bản thân ngưng tụ thành thiền quang, phổ độ chúng sinh. Phương Hàn trải qua những ngày tự hỏi, nghiên cứu cũng đã hiểu được sự ảo diệu trong công pháp của Phật môn. Pháp thuật của Phật môn không dựa vào ngoại lực, cũng không dựa vào thiên địa nguyên khí, ngũ hành chân khí, mà dựa vào sự từ bi, thi xá, nhân nghĩa, đủ các loại thiện niệm của bản thân hội tụ lại thành thiền quang ảnh hưởng đến người khác. Người hung ác cũng có thiện niệm, chỉ có điều nó đã bị ác niệm che mờ đi rồi. Đồng dạng là người thiện lương cũng có ác niệm cho nên loại công pháp tu luyện này chỉ cần là sinh linh là có thể tu luyện hung thần ác sát như quỷ đế cũng có thể tu luyện có điều sau khi tu luyện thì sẽ tự khắc chế thần thông quỷ đạo của bản thân pháp lực yếu bớt mà thôi hơn nữa thần thông này muốn tu luyện tới cảnh giới đại thành thì phi thường khó khăn bởi vì môn thần thông này không thể mượn bất kỳ ngoại lực nào chỉ thuần tí dựa vào bản thân cái gì mà chân khí đan dược toàn bộ đều không hữu dụng cũng chính bởi vì vậy mà tinh diệt tà mới cảm thấy công pháp này thuần túy là tu tâm hao phí quá nhiều thời gian hơn nữa không có tác dụng gia tăng thọ mệnh lực công kích cũng không có hắn thì triển đại phổ độ thiền quang cũng chỉ có thể độ hóa được một ít tiểu thiên ma không thể làm ảnh hưởng đến những người có tâm trí kiên định được chứ đừng nói chi là dùng trong đối địch hơn nữa cho dù là độ hóa thiên ma tinh diệt tà cũng phần nhiều là dựa vào lực lượng của nhiên đăng cổ phật tán cho nên hắn mới hào phóng nói hết cho phương hàn như vậy bởi vì không có nhiên đăng cổ phật tán thì loại pháp thuật này cũng chỉ là gân gà phương hàn vung tay lên kết thành một cái thủ ấn thôi động từ bi dũng khí nhân ái ở sâu trong tâm của mình chờ các loại thiện niệm dâng lên trong sát na đó nét mặt hắn biến đổi những ý nghĩ giết người đoạt bảo âm mưu tính toán đều bị áp chế xuống theo các loại thiện niệm không ngừng ngưng tụ từ trên người phương hàn để lộ ra một loại khí chất đại từ đại bi làm cho người ta nhìn thấy mà dâng lên một cảm giác tôn kính hắn ngừng tụ thiện niệm trong tâm y theo phương pháp tu luyện đại phổ độ thiền quang mà vận hành lập tức từ đầu ngón tay của hắn xuất hiện một luồng phật quang nhàn nhạt phật quang này chính là đại phổ độ thiền quang có điều đại phổ độ thiền quang mà phương hàn ngưng tụ được vô cùng nhỏ yếu đừng nói là độ hóa thiên ma cho dù là một đầu mãnh hổ khiến cho nó trở nên hiền lành. Không ăn thịt nữa cũng là khó rồi. Xem ra, đại phổ độ thiền quang này tu luyện vô cùng gian nan. Phương Hàn gật gật đầu. Đang muốn bỏ qua loại pháp môn này thì đột nhiên trong tâm hắn cảm nhận được có một cái gì đó di chuyển. Tự hồ là vì đại phổ độ thiền quang dẫn động. Là pháp bảo gì? Phương Hàn vội dùng tâm linh quan sát. Nhìn vào trong hoàng tiền đồ thì phát hiện ra là một tấm linh phù. Chính là linh phù xuất nhập ngũ hành địa. Trên bề mặt linh phù có sáu chữ chân ngôn úm ma ni bá mễ hồng. Linh phù này không thể dùng để đối địch. Chỉ thuần túy là một tấm truyền tống phù. Nhưng hiện tại đã bị đại phổ độ thiền quang dẫn động. Tự hồ bên trong còn ẩn chứa một loại bí mật nào đó. Tấm linh phù này là do người của Phật môn lưu lại. Thái cổ Phật môn trấn áp vị viễn cổ ma tôn. Chẳng lẽ trong đó có liên quan gì đó đến linh phù này? Chẳng lẽ linh phù này là một kiện pháp bảo? Phương Hàn liền lấy Linh Phù ra cẩn thận quan sát. Cùng lúc đó, ở ngũ hành địa trong vũ trụ xa xôi, viễn cổ ma tôn đang ngồi ngay ngắn bên dưới ngũ hành Linh Căn đột nhiên mở mắt ra. Linh Phù xuất hiện vấn đề. Hết chương 330 rồi à, xin chào và hẹn gặp lại bạn ở tập tiếp theo. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh bạn nhé.